tự miễn giảm cho mình ra đây. Bỏ anh ra đây đi. Anh cái này này, mày yên tâm. Đi nữa cứ đông mày mày. Thế bây giờ ghi là từ 11-12 các thứ ạ. Cái này ôi hôm nay tốt được hết trong này á. Ghi là từ tên này. Một cháu. Kệ họ. Tên thật còn một cháu. Lên mẹ em ra để đi tối hỏi tôi. Không có gì gì. Hello, xin chào mọi người. Mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Mọi người ơi, đây em xả mỹ phẩm này. Theo mỹ phẩm nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ cho em nha. Nên em xả mỹ phẩm nha mọi người nha. Nên xả mỹ phẩm luôn nha mọi người nha. Xả hết mỹ phẩm luôn. Chia sẻ mạnh tay lên nha. Chào Bùi Thực này, chào Nguyễn Phương Trang này, chia sẻ mạnh tay lên nào mọi người ơi. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nha mọi người ơi, nay xả mỹ phẩm nha. Nay xả mỹ phẩm, chào Hà Sơn nha. Chia sẻ mạnh tay lên nào, chia sẻ 10 nhóm chụp ảnh màn hình nhận quà nha mọi người nha. Chia sẻ 10 nhóm nhận ngay một quà nha. Chào Thanh Tân nha, chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Chia sẻ nhận quà nha mọi người nha, chia sẻ các hội nhóm nhận ngay quà nha. Chào Nước Mắt này, nay em xả mỹ phẩm nha mọi người nha. Nay xả mỹ phẩm giá khủng luôn. Chia sẻ mạnh tay lên nào. À em hết túi sách rồi nha, Nguyễn Phan Phương Trang ơi, xả hết túi sách rồi nha chị ơi. Nay em xả mỹ phẩm nha, nay xả trong cái livestream này xả mỹ phẩm nha các chị nha. Lần con để đâu con nhớ, lần này con không nhớ. Có tìm cái gì ạ? Bim bim á? Không còn ăn hết rồi đâu. Ăn hết rồi. Chia sẻ mạnh tay lên nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Nay xả mỹ phẩm nha mọi người nha, nay xả mỹ phẩm giá khủng luôn, chia sẻ mạnh tay lên đi nào. Chào chị Nguyễn Thị Lý này, các chị yêu chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Nay xả nước hoa nha mọi người nha, xả nước hoa và mỹ phẩm hết luôn. Chà, hello lồ hê Bảo Trân này, lồ hê luôn. Chia sẻ mạnh tay lên nào mọi người ơi. Này xả nước hoa nha, chào Thảo Nguyên này, chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Hello lô hê nào, chia sẻ mạnh tay lên nào mọi người ơi. Sao người chị ạ tương tác? Sao người chị ạ tương tác? Chia sẻ mạnh tay lên nha, chia sẻ mạnh tay lên nha mọi người nha. Chia sẻ dinh quà nhá, chia sẻ dinh quà này, chia sẻ với trang cá nhân và các hội nhóm để mua hàng với giá ưu đãi nha. Mua hàng với giá sale nha mọi người nha, hàng hôm nay xả khủng luôn. Chào chị Đanh Đá này, chào chị Nguyễn Thị Hoa nhá. Chia sẻ mạnh tay lên nào mọi người ơi. À chị Nguyễn Thị Hoa ơi, ốc sen em sale với giá là 180.000 nhá. Ốc sen sale với giá là 180.000 nha chị ơi này. Hàng đây là ốc sen này, hàng của Hàn Quốc nhá, sale với giá là 180.000. Bình thường em bán với giá là 420.000, hôm nay sale cho cái livestream với giá là 180.000 nhá chị nhá. Sale kem ốc sen với giá là 180.000 nha. Chị nào lấy ốc sen để lại ốc sen kèm số điện thoại cho em nhá. Ốc sen kèm số điện thoại này. Xả nước hoa và mỹ phẩm nha mọi nhá. Nước hoa và mỹ phẩm này em xả hết cho mọi người luôn. Chia sẻ mạnh tay lên nào. À chị Nguyễn Phương Trang ơi, em xả hết rồi, người ta đến lấy hết rồi chị ạ. Xả xong rồi khách xỉ đến lấy hết luôn rồi chị ơi, đến tại nhà lấy hết luôn rồi ạ. Xả giá khủng, xả sale với giá khủng luôn, rất là nhiều luôn, xả mà khách xỉ đến lấy hết luôn.
Chị nhận được kem ốc rồi nhé, dùng thích lắm, rẻ mà chất. Ok em cảm ơn chị Hoài Thu Nguyễn này. Cà phê giảm cân sale 150.000 một hộp nha. Cà phê giảm cân em sale 150.000 một hộp nha chị Nguyễn Thị Hoa ơi. Cà phê sale 150.000 một hộp này. Idol Slim nhá. Idol Slim này, cà phê giảm cân sale là với giá là 150.000. 150.000 nha. Nước hoa nào vậy Bảo Trân ơi? Nhớ quá à em ơi. Chia sẻ mạnh tay lên nào. Nước hoa đằng sau là nước hoa nam hay nữ vậy? Nước hoa nào vậy chị Bảo Trân ơi? Nước hoa nào? Nước hoa nào đây ạ? Đây là sữa tắm nha mọi người nha. Đây là sữa tắm này. Đây là sữa tắm nha. Sale còn 150.000 một hộp lọ sữa tắm này nha mọi người nha. 400ml này một lọ sữa tắm này. Chị Hào lấy sữa tắm để lại sữa tắm kèm số điện thoại cho em nhá. Sale 150.000 một lọ sữa tắm này nha. Bình thường bán với giá là 250 này. Hôm nay sale trong cái livestream này cho các chị là 150 nha. 150 nha mọi người nha. Chị Hào lấy sữa tắm để lại sữa tắm kèm số điện thoại cho em nhá. Sữa tắm này. À chị ngày uống một lần nha chị Nguyễn Lê Hoa ơi. Ngày uống một gói này một lần nhá chị nhá. Ngày uống một gói một lần này, uống trước bữa ăn và sau bữa ăn đều được nhá chị Nguyễn Lê Hoa nhá. Chai đen đen à? Chai đen nào nhỉ? Phải chai đen này không? Phải chai đen này không Bảo Trân ơi. Đây là chai trả bài, đây là lọ trả bài này, hàng của Singapore nhá. Đây là lọ trả bài này. Đây là lọ trả bài nhá, đây là lọ trả bài. Đây là lọ trả bài nha, tên của nó là EF Black này, sale còn 200.000 nhá. Mùi rất là quyến rũ luôn, mùi thơm rất là quyến rũ luôn này mọi người này. Lọ trả bài này, chị Hào lấy trả bài để comment là trả bài kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là trả bài nha Bảo Trân ơi, mùi thơm rất quyến rũ này. Chị lấy trả bài để lại trả bài kèm số điện thoại cho em nhá. Sale còn 200.000 nhá. Có size width không bạn? Không có nha chị Hằng Mấu ơi, em không có nha chị ơi. Chị Hào lấy EF Black để lại EF trả bài kèm số điện thoại cho em nhá. Các chị hay gọi nó là lọ trả bài này, mùi thơm rất là quyến rũ luôn. Tăng cân à anh Cường HD, em không có tăng cân đâu anh ơi, em hết rồi nhá. Hết tăng cân rồi nha anh ơi. Chào chị Bảo Trân lấy trả bài để là trả bài kèm số điện thoại cho em nhá chị ơi. Sale còn 200.000 nước hoa của Sinh. Lưu lượng tối đa là 58 tiếng trên cơ thể này và 15 tiếng trên quần áo nhá chị nhá. Rất là thơm luôn. Lọ này dùng được cho cả nam và nữ nha chị ơi. Lọ này dùng cho cả nam và nữ này. Lấy trả bài để lại trả bài kèm số điện thoại cho em nhá chị Bảo Trân nhá. 200.000 thôi chị ạ. Sale còn 200.000 thôi nha chị. Lấy trả bài để lại trả bài kèm số điện thoại cho em nha. Cả nam cả nữ đều dùng được. Idol Slim này với giá là 150.000 một hộp, mua 2 hộp giảm xuống còn 140.000 nha mọi người nhá. Mua 2 hộp giảm xuống còn 140.000 này. Lấy Idol Slim để lại cà phê giảm cân nha. Đây gọi là cà phê giảm cân nha mọi người nhá. Cà phê giảm cân này mỗi ngày uống một gói thôi, uống đến 1 đến 2 hộp mà là đủ, uống 2 hộp là đủ một liệu trình của nó là giảm cân rất là hiệu quả luôn đấy mọi người ạ. Chào lấy cà phê giảm cân để lại cà phê giảm cân này kèm số điện thoại này. Chị Bảo Trân lấy trả bài để lại trả bài kèm số điện thoại cho em này. Chị Nguyễn Hoa lấy cà phê thì để lại cà phê giảm cân kèm số điện thoại cho em nha. Em ba sale mỹ phẩm và nước hoa nha anh ơi, mỹ phẩm và nước hoa. Kem ốc sên đây nha mọi người ơi, làm trắng da mịn da này, làm trắng da mịn da và căng bóng cho da nhá. Bình thường bán với giá là 420.000, hôm nay sale trong cái livestream này cho mọi người với giá là 180.000 nha mọi người nha. Sale kem ốc sên này với giá là 180.000 này. Lấy kem ốc sên để lại kem ốc sên kèm số điện thoại cho em nhá. Kem ốc sên kèm số điện thoại này, sale 180.000 thôi nha mọi người ơi. Kem V7 Tunai đây nhá, kem V7 Tunai này với giá là 450.000, hôm nay sale trong cái livestream này cho mọi người với giá là 250.000 nhá. Kem V7 Tunai là hàng cao cấp nha mọi người nhá, hàng cao cấp này, làm trắng da này, giảm mờ những cái vết thâm nám nha mọi người nhá và những cái vết thâm sau mụn nhá. Hôm nay sale với giá là 250.000 nhá. Sale với giá là 250.000 này, lấy kem V7 thì để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em. Bơi cái kem V7 này mọi người dùng bôi buổi tối trước khi đi ngủ nhá mọi người nhá. Bôi buổi tối trước khi đi ngủ này. Chào lấy sản phẩm nào, muốn sản phẩm nào thì comment lên để em tư vấn cho mọi người nha. Sale hôm nay sale hết luôn cho mọi người này. Nước hoa vùng kín này, em nhận được nước hoa và phấn rồi, thơm lắm chị ơi. Em cảm ơn chị Tina Huỳnh nhá. Đây nha, đây là nước hoa vùng kín nha mọi người nha. Những cái chị con gái nào ấy mà muốn mùi thơm ấy thì lấy cho em lọ nước hoa vùng kín này này. Giá của nó là 200.000 nha, sale với giá là 200.000 nha chị ơi. Lọ nước hoa vùng kín này sale với giá là 200.000 này. Ok cho chị Phương Vi kem V7 này. À đây là cà phê tăng, đây là cà phê giảm cân nha anh Cường ơi, cà phê giảm cân nha anh nhá. Đây là cà phê giảm cân chứ không phải là tăng cân đâu ạ. Đây là cà phê giảm cân này. Anh ấy cà phê giảm cân thì để lại cà phê giảm cân kèm cà phê giảm cân kèm số điện thoại cho em nhá. Idol Slim. Theo với giá là 150.000 một lọ cà phê này. Hai hộp cà phê thì đúng miệng giảm xuống còn 140.000 nhá. Sữa rửa mặt của Nhật đây nha. Idol cho em xin lọ nào.
chỉ bán nha, không xin, không cho xin, chỉ bán thôi nha mọi người nha. Đây sữa rửa mặt này, sữa rửa mặt nha mọi người nhá. Sữa rửa mặt của Nhật này, hôm nào bình thường bán với giá là 210, hôm nay sao trong cái livestream này cho mọi người là có 90.000 thôi. Sữa rửa mặt của Nhật nhá. Sữa rửa mặt của Nhật này rất là dùng rất là thích luôn này, trắng da này và mịn da này, trị những mụn nha mọi người nhá. Lấy sữa rửa mặt để lại sữa rửa mặt kèm số điện thoại cho em nha, sữa rửa mặt. Lấy sữa rửa mặt để lại sữa rửa mặt kèm số điện thoại cho em này. Ok, cho chị Hoài Thu Nguyễn cà phê 2 hộp nhé em. Ok chị nha. Của chị với ship giá là 140.000 nha chị Hoài Thu Nguyễn ơi. Cứ hai sản phẩm các chị được chịu và được free ship này, một sản phẩm chịu phí là 30.000 tiền ship nha mọi người nhá. Một sản phẩm chịu phí là 30.000 tiền ship. À, em không có tăng cân nha anh Cường ơi, không có tăng cân hết rồi nha anh ơi. Cà phê tăng cân, thuốc tăng cân em hết rồi nha. Kem sâm em còn nha chị ơi, kem sâm em còn ạ. Một kem sâm của em ơi nhỉ, để cho em một kem sâm. Kem sâm đây nha mọi người nha, kem sâm đây ạ. Hôm nay em sale cho mọi người với giá kem sâm này là có 50.000 một thôi nhá. Kem sâm sale với giá là 50.000 một thôi này. Chị mụn, chị nám và tàn nhang, xe khít lỗ chân lông này, giảm mờ những cái vết thâm nám này và trắng da nha mọi người nhá. Kem sâm 50.000 một hộp. Chị Áo lấy kem sâm để lại kem sâm kèm số điện thoại cho em, ship từ 3 hộp kem sâm nha các chị nhá, ship từ 3 hộp kem sâm. Ship từ 3 hộp kem sâm nha mọi người nha. Kem sâm đây nha chị Hoài Thu Nguyễn nhá. Kem sâm đây nha chị. Sale kem sâm này với giá là 50.000 một hộp này, 50.000 một kem sâm nhá. Chị nào lấy kem sâm để lại kem sâm kèm số điện thoại cho em này. Kem sâm rồi để lại số điện thoại cho em nha. 50.000 một hộp kem sâm thôi nhá mọi người nhá, 50.000 một kem sâm này. Sao với giá là 50.000 một hộp. Hai cà phê giảm cân nhé chị, rồi đơn cho em. Ok, cảm ơn. Ok, chốt được Phương Vi nha. Của Phương Vi free ship này. Chào chị Phương Nguyễn ạ. À chị Nguyễn Thứ ơi, em vẫn còn viên xả vải nhá chị nhá. Còn viên xả vải nha chị ơi. Em vẫn còn viên xả vải ạ. Chào lấy nhá. Kem sâm để lại kem sâm kèm số điện thoại cho em nha. Đây được buổi chạy nhiều. Đây nha, viên xả vải đây nhá chị Nguyễn Thùy nhá. 250.000 hôm nay sale cho các chị là có 150.000 viên xả vải này, rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn nhá các chị nhá. Mỗi lần các chị xả các chị chỉ cần cho 3 đến 5 viên thôi nhá. Em dùng kem sâm da đẹp hết mụn thích quá chị ạ. Em cảm ơn chị Thanh Nguyên nhá. Chị Nguyễn Thùy đây nhá. Nước xả vải, viên xả vải này, mỗi lần chị xả chị chỉ cần cho 3 đến 5 viên thôi nhá, sale với giá là 150.000. Chị Áo lấy xả vải thì để lại viên xả vải kèm số điện thoại cho em nha, viên xả vải của Thái Lan nha các chị nhá. Hàng này, viên xả vải này là của Thái Lan này. Chị Áo lấy viên xả vải thì lấy viên xả vải kèm số điện thoại cho em, sale 150.000 nhá. Cà phê giảm cân bao nhiêu? À cà phê giảm cân em sale với giá là 150.000 một hộp nha chị Hợi Phạm à. Đây nha chị ơi, sale với giá là 150.000 một hộp. Chị mua 2 hộp giảm xuống là 140.000 nhá. 2 hộp giảm xuống 140.000 này. Chị lấy cà phê giảm cân để lại cà phê giảm cân kèm số điện thoại cho em nha. Chị lấy mấy hộp cà phê thì để lại. Còn nha Nguyễn Thùy ơi, còn màu tím nha, nhưng hiện tại ở đây không có nhá chị Nguyễn Thùy nhá. Hiện tại ở đây không có này, chị cứ đặt đi, mai em sẽ gửi màu tím cho chị nha. Đấy là màu hồng nha chị nhá, đấy là màu hồng rất là thơm luôn. Màu nào cũng thơm như màu nào luôn chị nhá. Chị cứ để, chị cứ chốt lại đơn đi. Và hiện tại bây giờ em không có hàng ở đây, em để dưới kho nha chị nhá. Chị Nguyễn Thùy em để dưới kho nha. Chị cứ đặt đi xong rồi mai em sẽ để lại màu tím cho chị nhá, chị Nguyễn Thùy nhá. 150.000 nha các chị nha, 150.000 viên xả vải này rất là thơm luôn. Viên xả vải của Thái Lan mỗi lần xả chỉ xả từ 3 đến 5 viên thôi mà. Một lọ này nó gần 2.000 viên nha các chị nhá, một lọ này gần 2.000 viên dùng cả năm luôn nhá mọi người nhá. Rất là thơm luôn. Chị Áo lấy viên xả vải để lại viên xả vải kèm số điện thoại cho em này. Viên xả vải dùng ok lắm, lưu hương lâu. Cảm ơn chị Hoàng Tuyến này. Chị Trịnh Thu Phương để lại số điện thoại cho em nha, chị Trịnh Thu Phương hai hộp cà phê này. Chị Trịnh Thu Phương lấy cà phê để lại hai để lại số điện thoại cho em nha. Chị Áo lấy viên xả vải để lại viên xả vải kèm số điện thoại cho em này. Sale với giá là 150.000 một hộp nhá. 150.000 một hộp viên xả vải này. Kem bóc em đang sale với giá là 180.000 nha chị Thu Phương ơi. Kem bóc sale với giá là 180.000 này. Kem bóc sale với giá là 180.000 nha chị nhá, chị Thu Phương này. Kem bóc sale này làm trắng da này và mịn da nhá mọi người nha. Em sẽ test thử kem bóc sale này cho mọi người xem luôn. Test thử luôn nha mọi người nha. Kem bóc sale này là của Hàn Quốc. Kem bóc sale này là của Hàn Quốc nha mọi người nha. Test thử cho các chị xem luôn này, rất là thích luôn. Ok chị Nguyễn Thùy, một xả tím và một lăn nách nha. Lăn của chị với giá, lăn em sale với giá là 200.000 cho chị Nguyễn Thùy nha. Chốt cho chị Nguyễn Thùy này, của chị Nguyễn Thùy free ship nhá. Của chị Nguyễn Thùy free ship nhá. Test kem oxy cho các chị xem luôn này, rất là mịn da và trắng da luôn. Chị Áo lấy kem oxy này, là kem oxy kèm số điện thoại cho em nhá. Hai hộp cà phê bao nhiêu? Chị lấy hai hộp, em ở đâu giá ship nữa là bao nhiêu? Chị ơi, chị lấy hai hộp cà phê với giá là 140.000 nhá chị Hợi Phạm nhá.
hai hộp cà phê là 100 em xem với giá là chị lấy hai hộp giảm xuống chị là 140.000 nha chị nhá. Chị nào lấy kem oxen để lại kem oxen kèm điện thoại cho em này, test thử kem oxen này rất là mịn da, trắng da và cong bóng da luôn này. Bình thường bán với giá là 420.000, hôm nay sale cho mọi người livestream mình cho chị với giá là 180.000 thôi, rất là rẻ luôn. 180.000 hàng của Hàn Quốc, nhận hàng kiểm tra hàng check mã vạch luôn nha, nhận hàng kiểm tra hàng check mã vạch luôn nha mọi người nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng check mã vạch này, hàng chính hãng luôn nha mọi người nhá. Chị Hội Phạm lấy cà phê để lại cà phê kèm điện thoại cho em nha chị nhá. Em ở Hải Dương nha chị ơi. Chị ơi Phạm lấy cà phê giảm cân để lại cà phê giảm cân kèm số điện thoại cho em nhá chị nhá. Sale với giá là 150.000 hộp này. 150.000 hộp cà phê này, hai hộp giảm xuống còn 140.000 nhá chị Hội Phạm ơi, free ship luôn. Em lấy thêm một kem ốc sen và một lọ hoa pháp. Ok này, chị Thu Phương free ship luôn nhá. Nước hoa pháp hôm nay em sale với giá là 200 nhá, 250.000 nước hoa pháp. Sale với giá là 250.000 này. Nước hoa pháp sale với giá là 250.000 nhá. Lưu hô tối đa của nó là 15 tiếng chưa cơ thể và 2 đến 3 ngày trên quần áo nha mọi người nha. Rất là thơm, rất là lâu luôn. Thơm cái lọ thuốc lưu hoa pháp này, thơm rất là lâu luôn này. Chiết từ những cái lọ to ra lọ nhỏ cho mọi người nhá. Kem ốc nhà bạn dùng ok lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Thùy nha. Dùng hết lại ủng hộ nhà bên em nhá, chị Nguyễn Thùy nhá. Chị nào lấy nước hoa nữ hoặc nam để lại nước hoa nữ pháp hoặc nước hoa nam pháp là kèm số điện thoại cho em này. Anh nhận được nước hoa rồi nhé, rất thơm. Em cảm ơn anh Đào Dương Định này. Dùng hết lại ủng hộ bên em nha mọi người ơi. Hôm nay em sale trong cái livestream với giá sập sàn cho mọi người luôn. Sale giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn nhá. Lấy nước hoa pháp nữ để lại nước hoa pháp nữ, nước phận hoa pháp nam kèm số điện thoại cho em nhá. Sale khoảng 250.000 một lọ nước hoa này. Chiết từ những cái lọ to ra lọ nhỏ để bán với giá rẻ cho mọi người để mọi người dùng thử nhá. Sale son gì không bạn? À em sale son BZ nha chị Nguyễn Thùy ơi, son BZ này. Son BZ nha chị nhá, sale với giá là 180.000. Chuẩn au luôn nha các chị nhá, son chuẩn au luôn này. Son chuẩn au luôn nha các chị nhá. Bạn ơi kem V7 là ban ngày hay đêm vậy? Chị ơi chị Nguyễn Mạng, ok cho chị Phan Lương ba kem son này, video chị Phan Lương này. Kem V7 là dùng ban đêm nhá chị Phan Lương ơi, kem V7 để chị dùng bôi buổi tối trước khi đi ngủ nhá. Em nhận được rồi nhé, dùng thích lắm. Cảm ơn chị Bảo Trân nha. Chị Bảo Trân lấy trà bài không ạ? Lấy trà bài thì lại trà bài kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Nguyễn Mai ơi, kem V7 này là dùng ban đêm nhá chị nhá. Kem V7 Tuna dùng buổi tối trước khi đi ngủ này, làm trắng da này, chị giảm nhờ mờ những cái vết thâm nám ấy chị nhá, giảm mờ những cái vết thâm nám này. Mặt em được trước là em bị rất là nhiều những cái vết thâm do mụn để lại ấy. Em dùng kem V7 buổi tối, em dùng kem V7 ban ngày, em dùng kem Oxe này, giờ ra mặt được như này nhá. Các chị nào lấy sản phẩm nào thì để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Kem V7 sale là còn 250.000 nha chị Nguyễn Mai nha. 450.000 em sale cho cái livestream này còn 250.000 ạ. Nhận V7 dùng da đẹp thấy mê quá, em cảm ơn chị Thanh Phượng này. Dùng hết lại ủng hộ bên em nha chị ơi. Chào lấy sản phẩm nào để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Hội Phạm lấy cà phê để lại số điện thoại chưa ạ? Ok, cho nên chị Hội Phạm hai hộp cà phê này. Hai hộp cà phê của chị là bao nhiêu nhỉ? 280.000 free ship nha chị nhỉ? 280.000 free ship luôn. Hôm nay sale giá sập sàn với các chị luôn. Đơn chị nào trên 500.000 nhá. Đơn trên 500.000 em tặng ngay các chị một thỏi son 3CE nhá. Đơn trên 500.000 tặng ngay một thỏi son 3CE này, nhận hàng kiểm tra hàng nhá, có tem chính hãng luôn nhá mọi người nhá. Bình thường bán với giá là 150.000, nhưng hôm nay sale với giá rẻ, sale tất cả giá rẻ thì đơn trên 500.000 tặng luôn mọi người một thỏi son này. Ốc sen em sale với giá là 180.000 nha chị Nguyễn Hoàn ơi. Ốc sen sale với giá là 180.000 này. Bình thường em bán với giá là 420.000. Hôm nay em sale trong cái livestream này với giá là 180.000 nha Nguyễn Hoàn nhá. Lấy kem ốc sen để lại kem ốc sen kèm số điện thoại cho em nha. Kem ốc sen kèm số điện thoại làm trắng da này. Làm trắng da, mịn da và căng bóng cho da này. Em vừa test thử kem ốc sen rồi đây này. Hai da mặt khác hoàn toàn nhau luôn nhá. Hôm sale còn có 150 hôm nay. Hôm đấy là hôm khác rồi nha. Em sale tùy hôm nha chị Nguyễn Thùy nhá. Sale kỳ hôm luôn, nếu mà chị lấy dồn đơn thì em sale cho chị là có 150 nhá chị Nguyễn Thùy nhá. Mình lấy kem V7 rồi nhưng không biết dùng ban ngày hay ban đêm. Kem V7 dùng ban đêm thôi trước khi buổi tối đi ngủ cho chị Nguyễn Mai nha. Cho em một nước hoa xinh và hai kem son. Ok Mai Mai Nguyễn này. Chị Nguyễn Thùy lấy son để lại son số màu cho em nha. Chị dồn đơn thì em sale cho chị với giá là 150.000 luôn. Sale son cho chị còn 150.000 luôn chị Nguyễn Mai, chị Nguyễn Thùy này. Chị lấy son dồn đơn cho em thì em sale với chị nhá. Kem V7 này, kem V7 với giá là 250.000 nha mọi người nha. Kem V7 với giá là 250.000, bôi buổi tối trước khi đi ngủ này. Bôi buổi tối trước khi đi ngủ nhá, sale với giá là 250.000. Làm trắng da này và hàng cao cấp nhá. Kem V7 này là hàng cao cấp nha mọi người nha. Nhận hàng kiểm tra hàng luôn này. Nhận hàng kiểm tra hàng, check mã vạch luôn nhá. Thì cái hộp này nó bị hơi méo mó một chút ý, thì em sale với giá rẻ cho mọi người nha. Sale với giá rẻ cho mọi người này với là 250.000, bình thường bán với là 450.000. Phấn nước IOP này.
Chị nào lấy kem V7 để kem V7 kèm số điện thoại cho em nhá. Kem V7 kèm số điện thoại này. Phấn IOB sao về giờ phấn nước này sao về giá là 150 này, phấn IOB nha chị Liệu Em ơi. Sao về giá là 150.000 này. Bên trong này chị được tặng một lõi sơ cua nhá chị nhá. Gì dùng hết rồi thì chị dùng hết cái lõi bên trong rồi thì chị thay cái lõi nhá. Bên trong này được tặng một lõi sơ cua này. Dùng hết lọ V7 thấy da đẹp hẳn, có dùng thêm không chị? Ok nha Thanh Phượng nha, càng dùng thì càng đẹp nha chị ơi, càng dùng càng đẹp nha. Đây nha, phấn IOB đây nha, sale với giá là 150.000 này. 150.000 nha các chị nha, phấn IOB 150.000. Chị yêu em lấy phấn để lại phấn IOB kèm số điện thoại cho em nha. Được tặng một lõi sơ cua này nha các chị nha. Phấn IOB được tặng một lõi sơ cua này, dùng hết cái lõi này bên trong, các chị thay lõi này vào nhá. Cái lõi này các chị dùng ít nhất phải đến 1 năm, đến hơn 1 năm nha mọi người nha. Rất là trắng da luôn, dùng rất là thích luôn đấy ạ. Nhận hàng kiểm tra hàng trên mã vạch luôn nha mọi người nha. Nhận hàng kiểm tra hàng trên mã vạch này. Chị Liêu em lấy phấn nước thì là này, để lại là phấn nước IOB kèm số điện thoại cho em nhá. Sale trong cái livestream này là còn 150.000. À kem nền em cũng còn nhá Liêu em ơi, kem nền hết rồi nha chị ơi. Kem nền em hết rồi nha. Chị dùng kem Sami, chị Liêu em ơi, chị dùng kem Sami ạ, xin lỗi. À Oxy là 180.000 nha chị Nguyễn Hoàng nha. Sale Oxy là còn 180.000 nha chị ơi. Kem Oxy sale trong cái livestream là 180.000 này. 180.000 nha. Chị Liêu em ơi, chị dùng chị Trang chưa sinh em bé nha, chị Trâm Khang Anh ơi cũng sắp vỡ chung rồi ạ. Sắp vỡ rồi, đang nằm chờ vỡ chung thôi. Đang ở nhà chờ đợi vỡ chung. Đây nha, kem Oxen chị dùng thay kem nền được nhá chị Lâu em nhá, dùng rất là thích luôn này, làm trắng da chị mụn, chị nám và tán nha, xay khớp lỗ chân lông. Các chị đánh dùng cái kem sâm này nhá, rất là mịn da luôn, rất là trắng luôn nhá mọi người nhá. Em cũng đang dùng đây nha mọi người nhá, em cũng đang dùng kem sâm này. Em cũng đang dùng kem sâm đây nha mọi người nhá. Lấy kem sâm để lại kem sâm kèm số điện thoại cho em nhá. Ship từ 3 hộp kem sâm nha mọi người nhá. Cho em thêm V7 và một Oxen. Ok mai mai Nguyễn là dấu đơn này. Son đủ màu cam đất dồn đơn đủ 500k tặng son bạn nhé. Ok chị Nguyễn Thùy nha. Cam đất mình là màu không còn nữa chị. Vậy còn màu ở đây là còn màu bao nhiêu? Bỏ bao nhiêu rồi chị ơi, em không có cam đất đâu nha chị Nguyễn Thùy ơi, em chỉ còn màu 01 này. Màu 01 rồi. Em chỉ còn màu 19 này. Màu 19, màu 12, màu 09, màu 01 thôi nha chị nha, và 08 nha. 08 đây này các chị này, đỏ đô này. 09 đây này, 09 này. Màu 12 này. Em không còn cam đất nha chị Nguyễn Thùy nhá, hết rồi chị cam nha chị Nguyễn Thùy ạ. Màu 01, màu 01 nhưng không còn. Đây nha, và màu 01 nữa chị Nguyễn Thùy nhá, chị dùng 01 này, màu này rất là đẹp luôn này. Màu đỏ này rất là đẹp luôn nhá. Đỏ tươi nha chị nhá. Màu đỏ này chị bôi nhẹ thôi rất là đẹp luôn. Em hết cam đất rồi nha chị Nguyễn Thùy nha. Đây nha, kem Oxen sale với giá là 180.000 nha các chị nhá. 180.000 một hộp kem Oxen này. Mình nhận kem Oxen rồi dùng đúng hàng chuẩn. Ok shop sẽ ủng hộ bạn tiếp. Ok em cảm ơn chị Thu Phương này. Cảm ơn chị Thu Phương dùng hết lại ủng hộ bên em nha chị ơi. Đây nha, kem Oxen với giá là 180.000 nha các chị nhá. Sale trong cái livestream này có 180.000 này. 180.000 thôi nha, rất là rẻ luôn. Bình thường em bán với giá là 420.000. Mấy ngày trước mấy chiều mà các chị là trên livestream của em ấy. À ok, lấy 01 cho Nguyễn Thùy nha. Chốt son 01 cho Nguyễn Thùy này. 150.000. Bình thường mấy ngày trước các chị mua các chị nhiều khách ấy, nhiều các chị mua với giá hàng bên em ấy, kem Oxen này em vẫn bán giá là 420.000. Nhưng hôm nay xem cho các chị với giá này là 180.000 thôi nha. Sale trong cái livestream này cho các chị với giá là 180.000. Sale duy nhất trong ngày hôm nay thôi nha mọi người nha. Sale nốt trong duy nhất trong ngày hôm nay này với giá là 180.000. Dùng rất là thích luôn, để trắng da, mịn da và căng bóng da. Em vừa test cho các chị xem rồi đấy ạ. Vừa test rồi đây nha mọi người nha. Rất là thích luôn. Lấy kem Oxen để lại kem Oxen kèm số điện thoại cho em nha. Kem Oxen kèm số điện thoại. Noa của Pháp em sale với giá là 250.000 nha. Anh Hoàng Minh này. Noa Pháp em sale với giá là 250.000 nha anh nhá. Đây là lọ bờ lêu của Nam, mùi hương dịu nhẹ này. Lọ giò thì là đây nha, mùi hương dịu nhẹ này. Lọ giò thì mùi hương đậm hơn một chút nhá. Kem dùng kem ốc nhà chị Trang thích lắm, da em trắng mịn. Mê Thanh. À ok, em cảm ơn chị Thanh Vân này. À chị Nga Nguyễn ơi, son lẽ là son BG nhá chị nhá. Xem video em sale với giá là 150.000 nha. Xem cho các chị với giá là 150.000 này. Em còn màu màu 01 là hết rồi này. Em chỉ còn màu 12 thôi này. Màu 12, màu
11 này. Và màu 09 nha các chị nha. Và màu 08 nữa thôi nha chị Nga Nguyễn nha. Hôm nay sale hết cho các chị luôn này. Tám trắng em có nha chị ơi, tám trắng em có nha, tám trắng Queen Lady này. Tám trắng Queen Lady với giá là 160.000, bình thường bán với giá là 270.000, hôm nay sale cho cái livestream này cho các chị với giá là 160.000 nhá. Tám trắng Queen Lady này, các chị tắm thay sữa tắm dùng rất là hiệu quả luôn, tắm rất là trắng luôn. Táo xong một lần cái là đã thấy hiệu quả rồi nhá. Nước hoa nhận mà mê mẩn quá, công nhận là thơm mà lại hôi lâu, em cảm ơn chị Lan này. Mình nhận được nước hoa rồi nhé, thơm cảm ơn lắm, thơm lắm, cảm ơn xốp nha. Em cảm ơn Thiên Long này, rất là nhiều feedback về nước hoa nhà em luôn, rất là thơm luôn nha mọi người nha. Ai dùng sản phẩm nước hoa nhà bên em rồi thì biết rồi đấy ạ, rất là thơm luôn, lưu hương rất là lâu luôn. Chiết từ những cái lọ to ra lọ nhỏ cho mọi người nha, chuẩn hàng Pháp luôn nha mọi người nha. Chiết từ những cái lọ to ra lọ nhỏ để bán với giá rẻ cho mọi người nha, để mọi người mua cái lọ to giá rất là đắt luôn, nên là chiết ra để bán lẻ cho mọi người với giá rẻ nha. 250.000 nha, nước hoa Pháp 250.000. Lấy lọ nào thì để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Nước hoa Pháp nữa, nước hoa Pháp Nam này. Queen Lady em sao về giá là 160.000 nha chị Thị Dương này. Sao về giá là 160.000 nha chị ơi. Bình thường em bán với giá là 270, nhưng hôm nay sale trong cái livestream này cho các chị với giá là đồng giá là 160.000 luôn. Sale trong cái livestream này của tắm trắng Queen Lady là 160.000 nha các chị nhá. 160.000 tắm trắng Queen Lady. Lấy tắm trắng để lại tắm trắng kèm số điện thoại cho em nha. Tắm trắng kèm số điện thoại em mới cho đơn nha mọi người nhá. Một lọ polo Pháp nhé chị dồn đơn cho em. Ok Phương Vi này. Somi G01, Hồng Thị Phạm ơi em khỏi hết màu 01 rồi nha các chị nha, hết màu 01 rồi. Màu 01 em hết rồi nha, nước hoa xinh giá bao nhiêu đấy? Nước hoa xinh với giá là 200.000 nha, An Nhiên nha, nước hoa xinh với giá là 200.000. Đó Valentino này, mùi hương dịu nhẹ nha, An Nhiên nha, mùi hương dịu nhẹ này với giá là 200 này. Với giá là 200 nha, nước hoa xinh lưu tối đa của nó là 5 đến 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng chung áo nha mọi người nha, rất là thơm luôn, đây là mùi hương dịu nhẹ này. Dùng thích hợp cho học sinh này, nhân viên văn phòng này và những cái chị làm nội trợ ấy ạ, rất là thơm luôn, mùi hương dịu nhẹ dễ chịu này mọi người này. Đấy Valentino của Sinh thì để lại Valentino kèm số điện thoại cho em. Chị Hồng Thị Phạm ơi em hết 101 rồi chị ạ. Em hết 101 rồi nhá. Em chỉ còn em còn son in này các chị ơi, em còn son in này. Son in màu 202 nha, em có son in màu 02 này. Đỏ cam này các chị này, rất là màu này bôi lên rất là đẹp luôn, giống màu em đang bôi đi nha các chị nha. Màu em đang bôi đi ạ. Còn một thỏi nữa. Đây nha mọi người nha, đỏ cam này. Đây là màu 03. Đây là màu 03 này các chị này, bôi nhẹ thôi rất là đẹp luôn. Chèo lấy son này để son in nha. Sale với giá là 150.000. Son in cũng với giá là 150.000 nhá. Thôi sale nốt cho các chị còn 100 đi. Chèo lấy màu này để lại màu 03 cho em này. Son in sale với giá là 100 luôn cho các chị này. 100 nha các chị nhá. 100 tròn luôn với giá là 100, màu 03 nhá. Son BG đây là son in rất là mùi dùng rất là thích luôn, chuẩn hàng luôn nhá các chị nhá. Chèo lấy in thì lại in 03 kèm số điện thoại cho em nhá. In 03. Kem V7 em sale với giá là 250.000 nhá chị ơi. Kem V7 sale với giá là 250.000 này, dùng rất là thích luôn. Dùng ban đêm trước khi đi ngủ nhá. Hải Thanh Tuyền V7 Oxen Pháp nhẹ 2 lọ 3 kem sâm ok này. Hải Thanh Tuyền được tặng son này. Xuân này mình đang có này, dùng thích lắm. Ok cảm ơn chị Thanh Phượng nhá. Chị áo lấy kem V7 này, là kem V7 kèm số điện thoại cho em nha. Kem V7 tonight các chị bôi buổi tối trước khi đi ngủ này. Bôi buổi tối trước khi đi ngủ nhá. Dùng rất là thích luôn, trắng da này. Hàng cao cấp hơn kem Oxen nha. Chị Ngân Linh Blue Chanel à. Blue Chanel của Pháp đây chị ơi, Blue Chanel của Pháp đây. Đây nha, Blue Chanel của Pháp em đang sale với giá là 250.000 nhá chị Ngân Linh nhá. 250.000 nước hoa của Pháp này, dùng rất là thích luôn này, rất là thơm luôn. Lưu hương tối đa của nó là 15 tiếng trên cơ thể và 2 đến 3 ngày trên quần áo nhá chị nhá, rất là lưu rất là lâu luôn. Các chị chỉ cần đi thoáng qua người khác thôi, chỉ cần đi thoáng qua thôi này, người khác đã ngửi thấy mùi thơm này rồi. Mùi rất là tây luôn, mùi rất là giống người Tây luôn nhá các chị nhá. Mùi Pháp, nước hoa Pháp này, rất là thơm luôn. Chị lấy Blue để lại Blue kèm số điện thoại cho em nha chị Ngân Linh nha. Blue để lại số điện thoại này. Cho xem bên trong son bạn. Ok nha chị Hồng Thúy Phạm nha. Chị Ruhi Bùi ơi. Ok Nguyễn Hải Anh Blue Pháp này. Ruby ơi chị xem kem gì à? Kem V7 đây đúng không chị ơi? Kem V7 này hàng nguyên siêu là sao em bóc ra cho chị xem được. Đây là bên trong của hộp nó rồi này chị này. Đây là bên trong của nó rồi nha chị Ruby Bùi ơi. Chị lấy kem V7 để lại kem V7 cho em nha. Hàng nguyên siêu em cũng bóc được nha các chị nha. Đây là hàng nguyên siêu. Không, đây là chị đang hỏi đấy. Sâm đây nha chị nha, sâm đây. Đây nha chị nha, sale ở 50.000 một kem sâm này, 50.000. Sale ở 50.000 một kem sâm nha, ship từ 3 hộp nha chị nha. Em ship từ 3 hộp kem sâm nha chị Ruby Bùi này. Đây nha kem sâm nha, 50.000 một hộp kem sâm này.
50.000 một kem sâm nha các chị nha, 50.000 một kem sâm. Chị lấy kem sâm để lại kem sâm kèm số điện thoại cho em nha. 3 hộp kem sâm ship từ 3 hộp kem sâm. Bên trong Sonic đây nha chị ơi, để đây em mở cho chị xem này. Đây nhá chị nha. Đây chị này Hồng Thúy Phạm này, hay Hồng Thúy Phạm mẹ Sonic bên trong đây nha chị nha. Lấy Sonic để lại Sonic kèm số điện thoại cho em nha chị Hồng Thúy Phạm nha, 103 nha chị ơi. 103 nha. Sale là 100.000. Đúng rất là thích luôn, em đang dùng Sonic đây ạ. Chị Hồng Thúy Phạm lấy Sonic để lại Sonic kèm số điện thoại cho em nha. In 103 nhá các chị nhá, 103. Chị nào hỏi tắm trắng Quy Lady đi đấy ạ. Lấy tắm trắng để lại tắm trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Sale trong cái livestream này còn là 160.000 này. Sale trong cái livestream này còn 160.000 nhá. Chị nào lấy cái tắm trắng Quy Lady đi để lại tắm trắng kèm số điện thoại cho em này. Từ bị kính mỏng hỏi gì đấy chị? Chị Tường Vi cánh mỏng ơi, chị hỏi kem gì vậy chị? Chị hỏi kem gì vậy ạ? À, kem ốc và cộng in 03. Ok Nguyễn Hà Anh này vẫn còn thỏi son 1103 nữa. Ok chị Thu Phương ốc sen này và hai kem sâm. Ok này chị Trịnh Thu Phương này. Kem ốc nha, làm trắng da mịn da này. Và dùng rất là thích luôn, căng bóng cho da nhá các chị nhá. Chị nào lấy kem ốc để lại kem ốc cho em này, nhanh tay chỉ chốt cho 10 chị trong ngày hôm nay thôi nha. Chị Tường Vi cánh mỏng hỏi gì hỏi lại nha. Ok Hồng Thủy Phạm in 03 này. Có số điện thoại bên trên rồi này. Ok nha chị Hồng Thúy Phạm nha, chốt cho chị 103 này. Chị lấy một sản phẩm chịu phí là 30.000 tiền ship nha chị ơi. Một sản phẩm chị chịu phí là 30.000 tiền ship. Các chị lấy hai sản phẩm đi, bên sẽ free ship cho các chị luôn nha. Hai sản phẩm free ship này. Chị nào lấy kem V7 Tunai này, sale với giá là 250.000 nha các chị nha. Sale với giá là 250.000 của mình miễn ship đúng không bạn? Ok chị Thu Phương miễn ship nha. Cứ lên đơn trên 500.000 em sẽ tặng các chị một thỏi son nhá. Đơn trên 500.000 tặng luôn một thỏi son 3CE này. Đơn trên 500.000 nha. Đơn trên 500.000 tặng ngay một thỏi son nha mọi người nha. Chị nào lấy kem V7 Tunai để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em nhá. Hàng cao cấp hơn kem Oxen nha mọi người nha. Hàng cao cấp hơn kem Oxen này. Có nước hoa đầu con rắn không bạn? Em không có nha chị Thúy Hà ơi. Em không có nước hoa đầu con rắn đâu ạ, em cũng chưa thấy nước hoa được bao giờ. Son BZ 19. 19 ạ. Em không có màu 19 thôi nha chị Hồng Thúy Phạm ơi, không có màu 19, chỉ có màu 09 thôi nha chị nhá. Son BZ em chỉ còn màu 09 và màu 12 thôi ạ. Màu 09 và màu 12 thôi nha. Có còn kem này trắng răng không chị nhỉ? Kìa anh, đưa cho em cái gói đi. Còn nha Huân Trần ơi, chị đợi em một chút này. Hồng Thúy Phạm dồn đơn chỉ còn màu 09 và màu 12 thôi nha chị Hồng Thúy Phạm nha, chỉ còn màu 09 và màu 12 thôi. Kem đánh trắng răng đây nhá chị Huân Trần nha, 70.000 một hộp này. 70.000 một hộp kem đánh trắng răng đây nhá chị nha, 70.000 một hộp nha. Sale còn 70.000 một hộp này, option mình thấy ok lắm. Bạn ok em cảm ơn chị Thịnh Trung Phương dùng hết lại ủng hộ bên em nha. Kem đánh trắng răng bên sale 70.000 một hộp nha chị Huân Trần ơi. Sale 70.000 một này, chị lấy kem trắng răng để lại kem trắng răng kèm số điện thoại cho em nha. Kem trắng răng kèm số điện thoại, một sản phẩm chịu phí là 30.000 tiền ship, hai sản phẩm free ship. Cho xem lại giúp em chưa nhận được son tặng. Có son in không chị? Son in hết rồi nha Trần Trang ơi, son in hết rồi. Đây vẫn còn một màu 02 nữa này. Còn một màu 02 nha Trần Trang nha, còn một màu 02 này. Sale 100.000 nha, lấy son in để lại 02, son in 02 kèm số điện thoại nha. Son in 02 kèm số điện thoại này. Sale với giá là 100.000 nốt luôn cho mọi người nha, 100.000. Son in sale nốt một thỏi này với giá là 100.000 nữa này. Còn màu 02 nha, màu 02. Đây rồi chị. Màu 02 nha. Để lại 02, son in 02 kèm số điện thoại này. Còn 100.000 sale hàng chuẩn luôn, hàng chính hãng luôn nha mọi người nhá. Nước hoa sale với giá màu 09 đây nha chị Hồng Thủy Phạm ơi, màu 09 đây nha, bạn phá giá nhỉ. Hôm nay em sale hết cho mọi người luôn, hôm nay sale hết trong cái livestream này cho mọi người luôn nha. Chưa bao giờ bán hàng với giá rẻ này đâu ạ. Hôm nay sale trong cái livestream này cho mọi người thôi. Đây nha, màu 09 đây nha chị Hồng Thủy Phạm ơi, màu 09 đây nha chị ơi. Màu 09 đây nha. Chị lấy son 09 để lại 09 kèm số điện thoại cho em nha. Màu này đánh nhìn rất là trắng da luôn, nhìn nó tự nhiên. Màu này dùng rất là đẹp luôn này. Chị lấy màu 09 để lại 09 kèm số dồn đơn cho em nhé chị Hồng Thủy Phạm ơi, 09 dồn đơn này. Đây nha chị Huân Trần nha, đây nha.
Đây nha chị Huân Trần nhá. Kem đánh trắng răng đây nha chị ơi. Chị lấy lọ này thì để lại kem trắng răng kèm số điện thoại cho em nha. Sale còn 70.000 thôi nha chị nha. Chị lấy hai hộp nốt đi thì em free ship cho chị nhá. Hai hộp free ship. Một hộp chịu phí là 30.000 tiền ship nha. Một hộp chịu phí là 30.000 tiền ship. Cứ hai sản phẩm các chị được free ship nha. Chị lấy kem trắng răng để lại kem trắng răng kèm số điện thoại cho em này. Nước hoa pháp em sale về màu đỏ. Không nha chị ơi, màu này không phải là màu đỏ mận đâu ạ. Kem sâm rẻ nhưng sử dụng tốt lắm bạn ơi. Em cảm ơn Hoàng Khang này dùng hết lại ủng hộ bên em nha. Dùng hết lại ủng hộ bên em nha. Có màu 08 này chị ơi, màu 08 này, màu đỏ mận này. Chị Hồng Thủy Phạm ơi, đây là màu 08 màu đỏ mận nhá. Lấy 08 để lại 08 in 08 BG kè dồn đơn cho em nha. 08 BG đây là màu đỏ mận nha chị ơi. Màu đỏ mận. Lấy 08 để lại 08 cho em nha. Màu này không phải là màu đỏ đâu chị ạ. À. Màu này là nó dạng như kiểu là màu hồng hồng nhạt ấy ạ. Lấy 08 đi chị ơi, màu đỏ mận rất là đẹp luôn, màu 08. Kem ốc sen này, nước hoa có bông hoa màu cam kia bao nhiêu? Hoa bông hoa màu cam này. Đây à chị ơi, đây là nước hoa màu đây đúng không ạ? Đây là lọ Valentino nhá chị nhá, Valentino, nhớ tặng xong cho mình nhé bạn. Không mình bóc hàng á. Đơn của Nguyễn Thùy đủ 500.000 chưa nhỉ? Ok nha, đơn Nguyễn Thùy đủ 500 nha, tặng Nguyễn Thùy Son luôn nha. Tặng Nguyễn Thùy Son thì Nguyễn Thùy chịu phí ship nha Nguyễn Thùy ơi. Bán với giá là 150.000, tặng Son rồi thì chịu phí ship là 30.000 nha. Chịu phí ship là 30.000 nha chị Nguyễn Thùy ơi. Valentino này, hàng của Sinh nha các chị nha. Và lọ Valentino, hàng của Sinh này, mùi hương dịu nhẹ này. Mùi hương dịu nhẹ nha. Chị Hào lấy lọ Valentino để lại Valentino kèm số điện thoại cho em sale còn 200.000 lọ này nhá. 200.000. Kem ốc sen đang sale với giá là 180.000 nha chị Hiền Thúy này và chị Vui Hoàng này. Hồng Thúy Phạm, ok, Hồng Thúy Phạm xong 08 dồn đơn, BG 08 dồn đơn, giá là 150.000 BG này. Lọ ba bông hoa. À đây là lọ sữa tắm nha các chị nha, đây là lọ sữa tắm. Đây là sữa tắm nha, sữa tắm thơm nha mọi người nha, sữa tắm thơm này, với giá là 150.000. 150.000 một lọ sữa tắm thơm này luôn nhá mọi người nha, tắm rất là thơm luôn. Tắm rất là thơm luôn này. Mọi người tắm xong nhá, đến ngày hôm sau này, 2 3 ngày sau nhá, mùi thơm vẫn còn trong nhà tắm luôn này. Ok, Nguyễn Thủy cộng 30.000 tiền ship tặng son nha. Tặng sữa tắm này, sữa tắm 150.000 nhá mọi người nha, rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn, lấy sữa tắm để lại sữa tắm kèm số điện thoại cho em. Kem ốc sen em đang sale với giá là 180.000 nhá các chị nhá. Kem ốc sen sale với giá là 180.000 này. 180.000 một hộp kem ốc sen này nhá. Em vừa test cho các chị xem rồi đấy ạ, dùng rất là thích luôn này. Em vừa test rồi đây nha mọi người nha, căng bóng da, mịn da này và trắng da nhá, dùng đặc biệt là rất là trắng da luôn, mọi người dùng ban ngày rất là thích luôn này. Lấy kem ốc sen để lại kem ốc sen kèm số điện thoại cho em nhà hàng. Kem chính hãng của Hàn Quốc luôn nhá, kem ốc sen của Hàn Quốc nha các chị nha. Chị Huân Chuẩn lấy kem trắng răng để lại kem ốc trắng răng này. Chị Hiền Hiền Thúy và chị Vui Hoàng lấy kem ốc sen để lại kem ốc sen kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Sale ở trong cái livestream này với giá là 180.000 thôi. Kết thúc cái livestream này quay lại với giá là 420.000 chốt kem ốc cho chị đi gái ơi. Ok, Nguyễn Hà Anh chốt một kem ốc này. Cho chị một kem ốc rồi nha chị ơi. Đây nha, chị nào lấy kem ốc sen để lại kem ốc sen kèm số điện thoại cho em nha. Sale với giá là 180.000, kết thúc cái livestream quay lại với giá ban đầu là 420.000 luôn nha mọi người nha. Mọi người đặt hàng trong này cho em luôn này. Đặt hàng nhanh tay nha mọi người nha, chỉ sale trong cái livestream này thôi. Kết thúc cái livestream này không có với giá rẻ này nữa đâu này. Sữa rửa mặt của Nhật nha mọi người nha, sữa rửa mặt của Nhật này. Bán với giá là 210, hôm nay sale trong cái livestream này cho các chị là 90.000, chị mua hàng nhà em rồi. Nay lấy hộ chị bạn, ok chị Nguyễn Hà Anh nha. Giới thiệu cả bạn bè cho em nhá chị nhá. BB Stick em hết rồi nha bố trẻ ơi. Chị nick bố trẻ này, BB Stick em hết rồi nha chị nhá. Đây nha, sữa tắm của sữa rửa mặt của Nhật này, sữa rửa mặt của Nhật nhá. Rất là thích luôn, dùng rất là thích luôn này, sale với giá là 90.000 thôi. Chị nào lấy sữa rửa mặt để lại sữa rửa mặt kèm số điện thoại cho em nha. Ok chị Vui Hoàng cho mình một kem ốc và một trắng răng nha bạn. Ok chị Vui Hoàng free ship luôn nha. Ok chị Tươi Đào một ốc sen và một V7 này. Một ốc sen và một V7, kem V7 với giá là 250.000 nha. Một ốc sen là 180.000. Chị nào lấy hai sản phẩm em free ship nha các chị nhá, hai sản phẩm được free ship. Cứ hai sản phẩm em free ship cho các chị luôn nha. Kem V7 này, kem Tuna các chị bôi bữa trước khi đi ngủ nha, buổi tối trước khi đi ngủ nha các chị nhá. Dùng rất là thích luôn, trắng da này, hàng cao cấp hơn kem ốc sen nha các chị nhá. Kem V7 này là hàng cao cấp hơn kem ốc sen, dùng rất là thích luôn. Chị nào lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em nha, kem V7. Xịt chống nắng V7 em vẫn còn nha chị ơi, xịt chống nắng V7 em vẫn còn này. Xịt chống nắng V7 này dùng rất là thích luôn, trắng da nhá, và dùng trắng da và các chị đặc biệt là các chị đi nước nhá, không bị trôi đâu. Đấy chị sữa tắm thơm cộng ốc sen đi dồn đơn. Ok chị Hải Thanh Tuyền nha. Cho nó chị gì đây ạ? Nguyễn Hà Anh thêm một sữa rửa mặt. Ok này, các chị miễn phí ship nha, free ship này.
đơn trên 500.000 em tặng các chị một thỏi son nhá. Và các chị chịu phí ship cho em nhá. Chịu phí ship là 30.000 và được tặng son nhá. Đơn trên 500.000. Xịt chống nắng V7 đây nhá. Em sẽ xịt test thử cho các chị xem luôn này. Xịt chống nắng V7 này. Đi nước không bị trôi nhá các chị nhá. Đi nước không bị trôi luôn. Các chị đi biển các thứ nhá. Các chị đi biển các chị dùng nước hay không ấy. Vậy đổi cho mình V7 nha. Bởi tốt. Đúng không? Ok chị Phương Hoàng, vậy chị lấy một V7 thôi đúng không ạ? Chị Tư Hoàng không lấy Oxen thì lấy một kem V7 thôi đúng không ạ? V7 chị mụn lỗ chân lông to không chị? Phương Hoàng của em có lấy V7. Ok nha, V7 chị mụn lỗ chân lông to không? Có nha chị Thanh Vân ơi, giảm mờ những vết thâm nám mà chị mụn luôn nha chị nhá. Chèo lấy xịt chống nắng V7 này, xịt chống nắng V7 đang sale với giá là 90.000 này. Xịt chống nắng V7 sale với giá là 90.000. Xịt chống nắng V7 sale với giá là 90.000 nhá. Xịt chống nắng V7 sale với giá là 90.000 này. Chèo lấy xịt chống nắng V7 để lại xịt chống nắng kèm số điện thoại cho em nha. Ok, đổi cho chị vừa Vui Hoàng nha, đổi V7 nha. À, đổi kem Oxen cái V7 về giá với cả kem trắng răng Flexip này. Ok nha chị Phương Hoàng nha, chốt cho chị Phương Hoàng V7 trắng răng người ạ. Hai sản phẩm chị được miễn phí ship nha. Tắm trắng Queen Lady này với giá là 160.000 nhá các chị nhá. Bình thường em bán với giá là 270, hôm nay sao cho các chị với giá trong livestream này với giá là 160.000 thôi. Tắm thay sữa tắm nha các chị nhá, tắm rất là thích luôn này, mùi thơm này. Tắm xong các chị đã thấy trắng thoát hoàn toàn với hiện hiến với trước nhau rồi nhá các chị nhá. Chèo lấy tắm trắng Queen Lady để lại tắm trắng Queen Lady kèm số điện thoại cho em này, Queen Lady nhá, tắm trắng này. Sữa tắm thơm nha, sữa tắm thơm này với giá là 150.000 nha các chị nha, sữa tắm thơm dùng rất là thơm luôn, mùi thơm như nước hoa luôn này các chị này, em cũng đang dùng sữa tắm thơm này nhá các chị nhá, dùng rất là thích luôn, mịn da này, sữa tắm thơm. Chèo lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha. 150.000 một lọ sữa tắm thơm này nha, 150.000 một lọ sữa tắm thơm này, một Queen Lady dồn đơn nhé chị. Ok Phương Vi này, trắng răng cộng tắm trắng giá sao em? Trắng răng với giá là 70.000 một lọ là 70.000 một hộp và tắm trắng với giá là 160.000 nhá chị Thu Phương ơi. Này, chị nào lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha. Sữa tắm thơm kèm số điện thoại. Xem xong bán lại chị này với giá là 150.000 thôi, dùng rất là thơm luôn, rất là thích luôn này các chị này. Lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha, sữa tắm thơm. Sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nào, nhanh tay nào các chị ơi, sữa tắm thơm này em không còn nhiều đâu nhá. Chỉ còn 4-5 lọ thôi ạ, chỉ còn 4-5 lọ sữa tắm thơm thôi nhỉ. Dung tích của nó là 400ml nha, lọ sữa tắm thơm dung tích của nó là 400ml, dùng rất là thích luôn. Lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em này. Chị Phan Lương, ok Phan Lương dồn đơn trắng răng này, vậy là em hết trắng răng rồi nhá các chị nhá. Em vẫn còn trắng kem trắng răng, chị nào lấy thì để lại trắng răng kèm số điện thoại cho em nha, vẫn còn nha, 70.000 một trắng răng. Tức là trắng răng luôn này, 70.000. Nu Hoa Pháp em còn nha chị Nguyễn Hà anh ơi, Nu Hoa Pháp này, bờ leo Chanel mùi dịu nhẹ này, lọ gió đen thì mùi hương đậm thêm mùi hơn một chút nhá. Sữa tắm này trắng mềm mại nữa, em cảm ơn chị Lê Cẩm Tú này. Chị Nguyễn Hà anh lấy nhá Nu Hoa Pháp để Nu Hoa Pháp dồn đơn cho em nha. Có kem dưỡng mặt không chị, kem dưỡng mặt chị dùng kem ốc nhá, kem ốc hoặc kem V7 nha chị ơi. Kem ốc em đang sale với giá là 180.000 này, kem ốc sale với giá là 180.000, bình thường bán với giá 420.000, hôm nay sale với giá là 180.000. Ok chị Thu Phương trắng răng dồn đơn. Kem V7 em đang sale với giá là 250.000 nha chị Phạm Duki này, sale với giá là 250.000 nha chị ơi. Bình thường em bán với giá là 450.000, hôm nay sale trong cái livestream này là kem V7 Tunai này với giá là 250.000 này, kem V7 Tunai nhá. Dùng này cả hàng cao cấp hơn kem Oxen nha các chị nha, hàng cao cấp hơn kem Oxen một chút này, dùng rất là thích luôn, trắng da giảm mờ những vết thâm nám nha các chị nha, giảm mờ những vết thâm nám của các chị nha. Chèo lấy kem V7 này là kem V7 kèm số điện thoại cho em nhá, kem V7 kèm số điện thoại. Một sản phẩm các chị chịu phí là 30.000 tiền ship, hai sản phẩm free ship nha, hai sản phẩm các chị free ship nha các chị nha. Cứ hai sản phẩm em free ship cho các chị, một sản phẩm các chị chịu phí là 30.000 tiền ship. Đơn của chị nào trên 500.000 được tặng ngay son nha. Nu Hoa Pháp bao nhiêu? Nu Hoa Pháp nữ em sale với giá là 250.000 nha. Ok Nguyễn Huyền Nhi kem V7 sữa tắm trắng Queen Lady để lại số điện thoại này. Nguyễn Huyền chị có kem xóa tan không? Có nha chị Hà Vi Trần ơi, em không có nha. Chị Nguyễn Hiền này, Nu Hoa Pháp này, Chanel hồng này, mua dịu nhẹ này là 250.000, em sale còn 250.000 nha chị Nguyễn Hiền nhá. Lấy Nu Hoa Pháp để lại Nu Hoa Pháp nữ kèm số điện thoại cho em nha. Nu Hoa Pháp nữ kèm số điện thoại. Ok Nguyễn Huyền Nhi này, có số điện thoại Nguyễn Huyền Nhi rồi nha. Đơn đang trên 500.000 tặng ngay một thỏi son này. Đơn trên 500.000 tặng ngay một thỏi son nhá, một thỏi son 3C. Có tem luôn nha mọi người nha, có tem luôn nha, 3C có tem luôn này. V7 mình check mã vạch.
có hai sản phẩm nhá chị Huy Bảo Hân ơi. V7 có hai sản phẩm, một là chống nắng và một là kem nhá chị nhá. Một là chống nắng và một loại là chống nắng, một loại là kem nhá. Đây này, đây cũng là xịt V7, đây cũng là V7 nhá chị nhá. Đây cũng là V7 này. V7 này là xịt chống nắng, còn V7 này là V7 Tunai này. Đơn của chị trên 500k chưa tặng son màu gì em. Ok, tặng chị một thỏi son 3cm màu đỏ thuần, chị chịu phí là 30 tiền ship cho em nhá. Chịu phí 30 tiền ship em sẽ tặng chị Thu Phương luôn một thỏi son này. Yvonne nha, đi Mai Hương ơi, Yvonne nha. Yvonne nha Hương nha, Yvonne tí gửi ảnh nha. Kem tan mỡ đây nha chị ơi, kem tan mỡ này sale với giá là 180.000, sale còn 100.000 nhá, kem tan mỡ. Ok, chị Thu Phương gửi chị cũ cho chị, ok nha chị ơi, của chị phối ship và tặng son nha. À, có sữa tắm trắng Queen Lady không? Có nha chị Trần Quyên ơi, có tắm trắng Queen Lady này. Sao với giá là 160.000 tắm trắng nhá chị Trần Quyên nhá, 160.000 tắm trắng này. Bình thường bán với giá là 270.000, hôm nay sale cho cả livestream này với giá là 160.000 nha. 160.000 sữa tắm trắng Queen Lady này chị này. Chị lấy sữa tắm trắng để lại sữa tắm trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Cho mình V7 bởi ban đêm nha. Dùng nhập nhá. Ok chị Vui Hòa nha, em chốt cho chị kem V7 ban đêm rồi nhá chị nha. Tắm trắng Queen Lady này, chị nào lấy tắm trắng để lại tắm trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Tắm trắng Queen Lady với giá là 160.000 nhá. Tắm trắng Queen Lady với giá là 160.000 này, dùng rất là thích luôn nhá. Dùng rất là thích luôn này. Lấy tắm trắng để lại tắm trắng kèm số điện thoại cho em. Sữa tắm thơm nha mọi người nha, sữa tắm thơm này. Sữa tắm thơm với giá là một có có nha chị nhờ Thủy Nguyễn ơi, có kem tan mỡ này chị ơi, có kem tan mỡ nha. Bên có kem tan mỡ này. Bằng với giá là 180.000, trong cái livestream này là 100.000 nhá, kem tan mỡ. Chị lấy kem tan mỡ để lại kem tan mỡ kèm số điện thoại cho em nha. Trong một kem tan mỡ này các chị được tặng, các chị mua kem tan mỡ này các chị được tặng tặng kèm thêm một thước dây nhá. Kem tan mỡ chị được tặng kèm thêm một thước dây nha chị Thủy Nguyễn ơi. Lấy kem tan mỡ để lại kem tan mỡ kèm số điện thoại cho em này, kem tan mỡ kèm số điện thoại. Bự gì là vậy sao chị Mai Mon? Yến Đoàn à, Quốc Đen à, Quốc Đen đang sang với giá là 200.000 nha chị ơi. Quốc Đen này, Quốc Đen này sao với giá là 200.000 nhá. Sữa tắm thơm là bao nhiêu em ơi? Sữa tắm thơm sao với giá là 150.000 nha chị Yến Đoàn ơi. Đây nha, Quốc Đen em sao với giá là 200.000 này. Nước hoa Quốc Đen của Sinh nha, lọ Quốc Đen này. Quốc Đen của Sinh nha các chị nha. Quốc Đen của Sinh này sao với giá là 200.000. Chị lấy Quốc Đen để lại Quốc Đen kèm số điện thoại cho em nha. Chào lấy á, chị nào vừa hỏi em lọ Quốc Đen này ạ. Quốc Đen là 200.000 nhá. Ok, Huyền Nhi tan mỡ này. Ok, Huyền Nhi tan mỡ nha. Chào hỏi em lọ Quốc Đen của đây ạ. Lúc Quốc Đen đây nha chị nha. Xem với giá là 200.000. Chị lấy Quốc Đen để lại Quốc Đen kèm số điện thoại cho em nha. Quốc Đen để lại số điện thoại này, Quốc Đen của hàng Sinh nha. Hàng chuẩn luôn nha mọi người nha. Chị Yến Đoàn lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nhá. Xem trong cái livestream này sữa tắm thơm là còn 150.000 nha các chị nha. 150.000 sữa tắm thơm này. 150.000 một lọ sữa tắm thơm này nhá. Tắm rất là thơm luôn này. Mùi hương đến tận 2-3 ngày sau nhá. Mùi các liệu trong nhà tắm ý. Mùi hương thơm đến tận 2-3 ngày sau luôn. Chèo lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em này. Có kem chị nám nha chị Thủy Nguyễn ơi. Chị muốn kem chị nám thì chị dùng cho em kem ốc sen này. Kem ốc sen nha. Ban ngày chị dùng kem ốc sen và buổi tối chị dùng kem sâm cho em nha. Nguyễn Hiền hỏi gì? Nước hoa Aqua. Có Aqua nha chị ơi, có Aqua. Dung tích của lọ nước hoa Pháp này là dung tích của nó là 20ml nhá chị nhá. Hàng chiết 20ml. Ok, chấp cho Phương Vi một kem tan mỡ, một sữa tắm thơm này. Nước hoa Aqua có nha. Lọ Aqua đây nhỉ. Aqua đây nha, hàng bóc siêu rồi nha mọi người nha. Chị nào hỏi nước hoa Aqua đây chị Đỗ Nhung này. Nước hoa Aqua đây là hàng mọi người bóc siêu rồi nha. Nhưng mà bên chị bóc ra để live stream thôi, chưa xịt đâu nhá. Bóc ra để live stream chưa xịt này. Nước Aqua này. Lấy nước hoa Aqua để lại Aqua kèm số điện thoại cho em 200.000 nhá. À, Quốc Đen dung tích của nó là 75ml nhá chị nha. Dung tích của lọ Quốc Đen là 75ml này. Chị lấy Quốc Đen để lại Quốc Đen kèm số điện thoại cho em nha. Nước Quốc Đen của Sinh 75ml nha chị nha. Mùi hương phấn dịu nhẹ này, lọ Quốc Đen này. Mùi hương phấn dịu nhẹ nha. Lấy guốc để lại guốc kèm số điện thoại cho em. Guốc kèm số điện thoại.
lấy guốc để lại guốc kèm số điện thoại cho em nha chị Nguyễn Hiền nha. Dung tích của lọ guốc này là 75ml. Kem ốc sen này với giá là 180.000 nhá. Kem ốc sen với giá là 180.000. Bình thường em bán với giá là 420.000. Hôm nay sale trong cái livestream này cho các chị là 180.000 nhá. Chị nào lấy kem ốc sen này là kem ốc sen kèm số điện thoại cho em này. Nụ hoa mùi quyến rũ nhẹ loại 20ml. Ok chị Mai Mai Nguyễn này, cho chị Mai Mai Nguyễn một nụ hoa pháp này. Chị Đỗ Nhung ơi, dung tích của lọ guốc đây là 75ml nhá chị nhá, 75ml ạ. Dung tích của lọ guốc đây này là 75ml nhá. 75ml này với giá là 200.000 nhá chị nhá. 200.000 một lọ guốc này nha. Rất là thơm luôn, mùi hương phấn dịu nhẹ. Chị nào lấy guốc đen để lại guốc đen kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng nguyên siêu này, em không sẽ bóc không bóc ra cho mọi người xem này. Và các chị hỏi guốc đen nhà em chắc cũng nhìn thấy rồi, chắc cũng biết lọ này chắc cũng dùng rồi đúng không ạ? Chị nào lấy guốc để lại guốc kèm số điện thoại cho em nha. 200.000 nhá. Ok, chốt cho chị Nguyễn Lê Hoa kèm bóc của guốc này. Đây nha, lọ guốc này. Ok, chốt cho chị Nguyễn Hiền guốc nha. Em một kem ốc sen cộng một lọ chống nắng nhé. Minh Phạm để lại số điện thoại này. Guốc đây nha. Đây là nhọn lọ guốc của nó đây nha. Dung tích của nó 75ml này các chị này, 75ml. Dung tích của lọ guốc này là 75ml nhá. Lấy guốc để lại guốc kèm số điện thoại cho em nha. Chốt cho chị Nguyễn Hiền một lọ guốc rồi này. Dung tích của nó là 75ml, rất là thơm luôn, lưu tối đa của nó 5 đến 8 tiếng trên cơ thể nhá. Chốt cho mình chưa? Chốt cho chị Mai Mai Nguyễn rồi nha. Dung tích của Aqua là 100ml nhá chị Đỗ Nhung ơi. 100ml nhá chị Đỗ Nhung nha. Dung tích của Aqua này là 100ml này. Chị lấy Aqua để lại Aqua kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng không nguyên siêu nhá. Đây em bóc ra để livestream thôi chứ chưa xịt đâu nha chị nha. Chị lấy Aqua để lại Aqua kèm số điện thoại cho em này, chị bóc ra thôi này. Ok Nguyễn Hiền, cho nó chị guốc đen rồi nha chị Nguyễn Hiền ơi. Chị lấy Aqua để lại Aqua kèm số điện thoại cho em nha. Hàng bóc siêu nha nhưng chưa xịt đâu nha chị nhá. Bên em bóc ra để livestream cho mọi người thôi nhưng chưa xịt đâu. Chị lấy Aqua để lại Aqua kèm số điện thoại cho em này. Sữa tắm thơm nha, sữa tắm thơm sale với giá là 150.000, sữa tắm thơm này rất là thơm luôn. Chị nào lấy sữa tắm thơm này là sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha. Sữa tắm thơm kèm số điện thoại này. Lấy sữa tắm thơm này là sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Vu Lan, nước hoa pháp bao nhiêu, giá bao nhiêu chị? À nước hoa pháp em đang sale với giá là 250.000 nhá. Nước hoa pháp thơm cả ngày luôn. Em cảm ơn chị Ngọc Hân này. Nước hoa pháp em sale với giá là 250.000 nha chị ơi. 250.000 này. Có Chanel hồng này, mùi hương dịu nhẹ này, polo thì mùi hương đậm hơn một chút, polo đỏ nhá chị nhá. Polo đỏ của nữ này. Chị nào thích mùi hương đậm thì lấy cho em lọ polo đỏ này nhá, 250.000. Còn thích mùi hương dịu nhẹ thì Chanel hồng nhá, mùi hương dịu nhẹ. Chị lấy nhá, lọ nào thì để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Có chai mới nhá chị Đỗ Nhung ơi, có chai mới ạ. Chị lấy Aqua chai mới thì để cứ comment Aqua, em sẽ gửi cho chị chai mới nha chị nhá. Có chai mới nhá chị nhá. Chị Vu Lan lấy nước hoa pháp để lại nước hoa pháp kèm số điện thoại cho em này. Sale còn 250.000, dung tích của nó là 20ml nhá. Dung tích của lọ nước hoa pháp này là 20ml. Lưu hương tối đa của nó là 15 tiếng trên cơ thể và 2 đến 3 ngày trên quần áo nha mọi người nha, rất là thơm luôn. Có Aqua loại mới nha, chị là lọ mới nha. Chị lấy Aqua để lại Aqua kèm số điện thoại cho em nhá, chị Đỗ Nhung nha. Aqua kèm số điện thoại nha, em sẽ gửi lọ mới cho chị nha. Lấy nước hoa pháp để lại nước hoa pháp kèm số điện thoại cho em này. Dung tích của nó là 20ml, rất là thơm luôn. Kem ốc sen đây nha chị ơi, kem ốc sen này. Kem ốc sen mình thường bán với giá là 420.000, hôm nay em xem trong cái livestream này cho các chị với giá là 180.000 nhá. Kem ốc sen với giá là 180.000 này. Chị nào lấy kem ốc để lại kem ốc kèm số điện thoại cho em nhá. Kem ốc kèm số điện thoại. Rất là thơm, mùi rất là thơm mà dùng rất là dễ chịu luôn này. Mịn da và trắng da, căng bóng da nhá. Em test thử cho các chị xem rồi đấy ạ. Dùng rất là thích luôn. Chị nào lấy kem ốc để lại kem ốc kèm số điện thoại cho em này. Kem ốc kèm số điện thoại, chị Đỗ Nhung lấy Aqua thì nước hoa pháp mùi hương nhẹ ấy. Ok chị Vu Lan nhá, chị Vu Lan để lại số điện thoại cho em nha chị Vu Lan ơi. Em cho chị lọ Chanel nhá, Chanel của Pháp. Chanel đây nhá, Chanel hồng này rất là thích luôn, dùng rất là thích luôn, Chanel hồng. Chị lấy ok cho chị Vu Lan này. Một sản phẩm các chị chịu phí là 30.000 tiền ship nhá, hai sản phẩm miễn phí ship. Chị nhận được kem ốc và nước hoa rồi nhé. Ok em cảm ơn chị Nguyễn Hành nha. Nay có đơn của chị em free ship cho chị nhá chị nhá. Nay đơn của chị em free ship cho chị nha, chị Nguyễn Hà Anh ơi và tặng son nha. Đơn của chị chắc cũng gần 1 triệu rồi đấy ạ. Kem V7 Tonight em vẫn còn nha chị ơi, kem V7 Tonight đây nha. Với giá là 450.000, hôm nay em xem cho cái livestream này cho các chị với giá là 250.000 này. Kem V7 Tonight, chị nào lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em nhá. Kem V7 dùng rất là thích luôn, trắng da, hàng cao cấp nha các chị nha. Kem V7 này là hàng cao cấp hơn kem ốc sên này.
Ok em nhớ tặng son cho chị. Ok chị Nguyễn Hà Anh nha, em nhớ rồi nha chị nha. Đây nha, chị nào lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em này. Kem V7 hàng cao cấp hơn kem Oxen đó chị nha. Bôi buổi tối trước khi đi ngủ này, dùng ban đêm nha. Chanel hồng dồn đơn 1 triệu tặng gì để chị đặt thêm. Em tặng chị một thỏi thoa son và em free ship cho chị nha. Đơn 1 triệu em tặng chị một thỏi son và free ship luôn này. Tặng một thỏi son và free ship nha chị nha. Đơn 500 thì được tặng son và chịu phí ship, còn đơn trên 1 triệu đơn 1 triệu thì được tặng son và free ship này. Chị đặt thêm đi chị Thu Phương ơi. Chị nào lấy sản phẩm nào để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em này. Em chốt đơn chị nào rồi thì cho em xin cái địa chỉ nha. Chốt đơn chị nào rồi thì cho em xin cái địa chỉ đi ạ. Kem ốc sen này với giá là 180.000 nhá. Tan mỡ đâu em, chị đợi em một chút này. Kem ốc sen với giá là 180.000, bình thường bán với giá là 420.000. Hôm nay xem cho cái livestream về cho các chị với giá là 180.000. Chị nào lấy kem ốc sen để lại kem ốc sen kèm số điện thoại cho em nha. Kem tan mỡ đây nha chị Nguyễn Hà Anh ơi. Ui chị vẫn xem để đặt thêm. Ok nha chị Thu Phương nha. Kem tan mỡ này, giá niêm yết của công ty là 180.000 này các chị này, giá niêm yết của công ty là 180.000 nhá. Giá niêm yết là 180.000, hôm nay sale trong cái livestream mình cho các chị với giá là 100.000. Kem tan mỡ và các chị được tặng kèm thêm một thước dây nhá. Kem tan mỡ được tặng kèm thêm một thước dây này. Chị nào lấy kem tan mỡ để lại kem tan mỡ kèm điện thoại cho em nhá. Nguyễn Hà Anh lấy tan mỡ dồn đơn cho em này. Chị nào dồn đơn thì comment dồn đơn, chưa có đơn thì để lại số điện thoại. Chị nào em chốt dồn đơn xong rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ nhá các chị nhá. Chốt đơn rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ ạ. Kem tan mỡ đây nhá. Ok chị Nguyễn Hà Anh hai tan mỡ này. Kem tan mỡ sale của 100.000 nhá. Chị nào lấy tan mỡ để lại tan mỡ kèm số điện thoại cho em, giá niêm yết công ty là 180.000 đấy ạ. Hôm nay sale trong cái livestream này cho các chị với giá là 100.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Sữa rửa mặt của Nhật này, sữa rửa mặt của Nhật đây nha các chị nhá. Dùng rất là thích luôn, với giá là 90.000 nhá. Xem trong cái livestream này, lọ sữa rửa mặt này còn 90.000 này. Chị nào lấy sữa rửa mặt thì lại sữa rửa mặt kèm số điện thoại cho em nhá. Sữa rửa mặt kèm số điện thoại này, dùng rất là thích luôn nha. Sữa rửa mặt của Nhật nha các chị nhá. Ok cho chị Thu Phương một kem ốc và một kem V7 này. Nước hoa Pháp sale với giá là 250.000 nhá các chị nhá. Nước hoa Pháp sale với giá là 250.000 này. Nước hoa Pháp sale với giá là 250.000. Chị nào lấy nước hoa Pháp nữ hoặc nước hoa Pháp nam để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Nước hoa Pháp nữ hoặc nước hoa Pháp nam kèm số điện thoại cho em này, em chốt đơn này. À chai vàng đây là lọ serum 24K nhá chị nhá. Serum 24K. Lọ serum 24K này với giá là em bán cả combo nhá chị nhá. Sữa tắm thơm là hai lọ màu xanh và kem ốc sen. Ok cho chị Thu Linh này. Của chị Free Ship nha chị Thu Linh ơi. Đây là combo 24K này, chống lão hóa tái tạo da nhá, bởi nha giữ nước và cấp ẩm cho giữ ẩm và cấp nước cho da này các chị này. Dùng combo này rất là thích luôn, các chị bôi buổi tối trước khi đi ngủ nhá các chị nhá. Các chị bôi xong các chị dùng cái máy massage này, các chị massage mặt nhá để nó thẩm thấu vào bên trong này. Thẩm thấu vào bên trong nhá các chị nhá, chứ các chị dùng tay nó không thẩm thấu vào bên trong đâu nhá. Đây nhá. Sao về combo này với giá là 250.000 nhá chị Thu Phương ơi. Sao combo này với giá là 250.000. Chị Thu Linh ơi, để lại chị xem lại số điện thoại của chị đúng chưa ạ? Chị xem lại số điện thoại của chị đúng chưa? Nếu sai số chị cho em lại số nhá chị Thu Linh nhá. Giá này là lọ này, Ruby Trần hỏi gì đây? Combo 24K này với giá là 250.000 nhá. Combo 24K với giá là 250.000. Chị nào lấy combo 24K để lại combo 24K kèm số điện thoại cho em. Chống lão hóa tái tạo da này. Nước hoa thơm làm hương thơm lưu rất lâu. Ok em cảm ơn Đinh công tặng này. Dùng hết lại ủng hộ bên em nha anh ơi. Lấy combo 24K để lại combo 24K kèm số điện thoại cho em nhá. Sale với giá là 250.000. 250.000 một combo này nhá các chị nha. Mà một lọ 24K và một máy massage mặt này. Bình thường em bán combo này với giá là 450. Hôm nay sale cho các chị với giá là 250.000 luôn. Lấy combo 24K để lại combo 24K kèm số điện thoại cho em nha. Tặng một máy massage mặt, tặng kèm thêm một máy massage mặt này. Lấy combo 24K để lại combo 24K. Ok Nguyễn Hải Anh combo 24K dồn đơn này. Chị nào lấy combo 24K để lại combo 24K dồn đơn cho em nhá. Chốt hàng cho chị nào để lại số điện thoại thôi nha. Chị Thu Linh hay Thùy Linh ạ. Chị xem lại số điện thoại của chị đúng chưa để cho em sẵn lại số nha chị ơi. Chị nào em chốt đơn rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ nhá các chị nhá. Đúng rồi nha chị Nguyễn Hà Anh ơi. À ok chị Thu Linh đúng rồi nha. Của chị được tặng một combo này, được tặng máy massage mặt nha chị nhá. Combo 24K này được tặng máy massage mặt với giá là 250.000 nha. Với giá là 250.000 nhá. Chị lấy combo 24K rồi đúng không ạ? Em chốt cho chị rồi. Đơn này là đơn của chị là sẽ được tặng xong và free ship đấy.
cô Mai tư tài nhé, chị dồn đơn cho em. Ok Phương Vi, phải lấy cho chị thêm chai vàng đó nhớ. Cho chị thêm hóa đơn vì chị đặt nhiều. Ok chị Thu Phương nha, đơn các chị trên 1 triệu này hoặc gần 1 triệu em sẽ viết hóa đơn cho các chị nhá. Đơn trên 1 triệu hoặc gần 1 triệu em sẽ viết hóa đơn cho các chị nha. Các chị nào đặt nhiều thì em sẽ viết hóa đơn cho các chị ạ. Lan đây nha chị ơi, Lan em vẫn còn nhá. Lan sở Kion, Lan nhập khẩu của Mỹ này với giá là 200.000 nha. Xem thằng cái live stream này với giá 200.000 này Lan. Chị ơi hàng của em hôm trước. Tùng Hương nhắn tin lại nha, Tùng Hương ơi nhắn tin lại nha. Đây nha, Lan sở Kion này, nhập khẩu của Mỹ này, sale với giá là 200.000 nhá. Chị ơi chân hôi nách rất là hiệu quả luôn, không ố vàng áo nha mọi người nha. Lan nhập của Mỹ này dùng rất là thích luôn. Rất nhiều chị dùng lọ lan bên em này và đặt thêm cho người nhà nhá. Quay lại đặt thêm cho người lạ, người nhà rất là nhiều luôn, cứ đặt 3 4 lọ một lúc luôn đi ạ, dùng rất là thích luôn này. Trèo lấy lan để lại lan kèm số điện thoại cho em nhá. Lan kèm số điện thoại với giá là 200.000. Lan Skion với giá là 200 nha các chị nhá. Trèo lấy lan để lại lan kèm số điện thoại cho em này. Lan kèm số điện thoại nha. Lấy lan để lại lan kèm số điện thoại cho em này. Lấy lan để lại lan kèm số điện thoại cho em nha. Sale còn 200.000 lan nhập khẩu của Mỹ nha mọi người nhá. Sữa tắm thơm em vẫn còn cho chị nha. Ok cho chị Nguyễn Lê Hoa Lan và kem ốc này. Sữa tắm thơm em vẫn còn nha chị ơi. Sale với giá là 150.000 một lọ sữa tắm thơm này. Dung tích của nó là 400ml nha các chị nha. Dung tích của lọ sữa tắm thơm này là 400ml này. Rất là thơm luôn, tắm thơm đến tận ngày hôm sau và trong ngày trong nhà tắm các chị lưu đến tận 2 3 ngày luôn. Chị nào đặt có một chị đặt lọ rất nhiều chị nhá, đặt sữa tắm thơm này nhà em và quay lại đặt thêm 2 3 lọ nữa luôn nhá, tại vì hàng chỉ về đợt này thôi nha mọi người nha. Tùng Hương để lại số điện thoại bên em gọi cho Tùng Hương nha. Bên em sẽ rất nhiều inbox không trách kịp đâu. Tùng Hương để lại số điện thoại bên em mà ngày mai sẽ gọi điện lại cho chị Tùng Hương nhá. Đây nha, chị nào lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm cho em này, rất là thơm luôn. Sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại này. Ok chị Thu Linh rồi, đơn cho chị Thu Linh lọ lăn nha. Của chị Phương Ship nha chị Thu Linh nhá. Của chị được Phương Ship. Đơn trên 500.000 tặng luôn một thỏi son nha và các chị chịu phí ship. Chịu phí ship nhá. Đơn trên 500.000 được tặng son và các chị chịu phí ship nha các chị nhá. Đây một thỏi son 3CE sữa tắm thơm mùi gì vậy? Rất nhiều mùi nha chị Nguyễn Thư nhá. Rất nhiều mùi nha. Mùi rất là thơm, mùi như kiểu nước hoa luôn ý chị ạ. Mùi thơm này mùi thơm như kiểu nước hoa ấy, chị Nguyễn Thư nhá. Lấy sữa tắm thơm thì như chị lấy sữa tắm thơm em rồi hay sao nhỉ? Chị lấy sữa tắm thơm thì lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha chị Nguyễn Thư nha. Sữa tắm thơm thì lại số điện thoại cho em này. Mùi rất là thơm luôn, dùng rất là thích luôn nha. Em đang dùng sữa tắm thơm này nha mọi người nha. Em đang dùng sữa tắm thơm này. Lưu mùi thơm của nó rất là lâu luôn, đến tận 2 3 ngày hôm sau vẫn thơm nha mọi người nha. 2 3 ngày sau vẫn thơm luôn. Chỉ lấy sữa tắm thơm này, sữa tắm thơm này. Cà phê giảm cân bao nhiêu vậy? Ok Tùng Hương nha. Ok nha chị Tùng Hương nha. Cà phê giảm cân em đang sale với giá là 150.000 một hộp cà phê giảm cân nha chị Minh Hằng nha. 150.000 một hộp cà phê giảm cân nhá. Chị lấy 2 hộp giảm xuống là còn 140.000. Hai hộp giảm xuống là còn 140.000 nha chị nhá. Idol Slim này. Hai hộp giá còn 140.000 một hộp nhá các chị nhá. Là 280.000, 280.000 hai hộp. Nếu như lấy hai hộp là còn 280.000. Còn một hộp thì chịu là 150.000 nhá. Hai hộp các chị free ship này, một hộp là chịu phí 30.000 tiền ship cho em nhá. Một hộp chịu phí là 30.000 tiền ship. Các chị cứ lấy một sản phẩm thì các chị chịu phí là 30.000 tiền ship, còn hai sản phẩm bên em sẽ miễn phí ship cho các chị nhá. Hai sản phẩm bên em sẽ miễn phí ship này. Chị Minh Hằng lấy cà phê giảm cân để lại cà phê giảm cân kèm số điện thoại cho em nha chị Minh Hằng nha. Hoa Nana sữa tắm thơm bao nhiêu? Sữa tắm thơm em ra sale với giá là 150.000 nhá. 150.000 nha chị Hoa Nana ơi. Mùi thơm như nước hoa luôn ạ, mùi rất là thơm luôn. Dung tích của lọ này là 400ml nhá. Dung tích của lọ nước hoa này là sữa tắm thơm này là 400ml này. Chị lấy sữa tắm thơm này lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha. Sữa tắm thơm em chỉ về hàng đợt này thôi. Đợt sau không còn nữa đâu nha. Mọi người đặt hàng nhanh tay đi. Hàng 1 nha chị Minh Hằng nha. B chỉ có loại 1 thôi, không có loại 2 đâu chị ạ. Loại 1 nha, nhận hàng kiểm tra hàng trên mã vạch luôn. Hàng 1 nha chị Minh Hằng nha. Chị lấy cà phê giảm cân để lại cà phê giảm cân kèm số điện thoại cho em nhá. Cà phê giảm cân để lại số điện thoại này. Chị Hoa Nana lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha chị Hoa Nana nha. Sữa tắm thơm kèm số điện thoại này. À đây là Chanel Hồng đây nha, Chanel Hồng đây. Đây nha, Chanel Hồng đây nha, Mai Mai Nguyễn nha. Ok chị Nguyễn Lê Hoa cà phê 2 hộp 280 này. Đây nha, nước hoa Chanel đây nha chị nha, nước hoa Chanel đây với giá là 200.000 nha Mai Mai Nguyễn nha. Lấy nước hoa để lại nước hoa kèm điện thoại này. Mình biết là mùi gì.
thơm bao nhiêu? Sữa tắm thơm xem với giá là 150.000 nhá bé Ngọc nhá. 150.000 mùi nào cũng thơm luôn. Mùi nào cũng thơm luôn nha mọi người nha. Mùi nào cũng thơm luôn. Hoa nana này mùi nào cũng thơm luôn này. Lấy lọ nào thì lấy lại nước hoa sữa tắm thơm kèm số điện thoại nhá. Lọ nào cũng thơm luôn. Có hai mùi này nha mọi người nhá, có một lọ hồng và một lọ xanh nhá, hai mùi khác nhau nhưng mà rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn này. Lấy sữa tắm thơm này, sữa tắm thơm kèm số điện thoại nhá. Lấy lọ màu vàng luôn. Màu vàng thì mình đang dùng thôi. Sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại nha. Sữa tắm thơm kèm số điện thoại này. Nước hoa em chủ nước hoa Pháp rồi nha chị Nguyễn Thu nha. Còn nước hoa xinh nữa, nước hoa xinh là lọ Valentino này. Nước hoa xinh này với giá là 200.000 nha. Nước hoa xinh Valentino mùi hương dịu nhẹ. Nước hoa xinh. Còn lọ nước quốc đen này, mùi hương phấn này. Quốc đen là mùi hương phấn nhá. Hàng của Sinh luôn ạ, sale với giá cũng là 200.000 nha. Nước hoa Sinh là 200.000. Còn nước hoa Pháp là đồng nước hoa Pháp là 250.000 nhá. Lọ quốc đen này dung tích của nó là 75ml, hàng của Sinh nha, mùi hương phấn. Chị lấy nước hoa nào thì để lại tên nước hoa kèm điện thoại cho em. Kem mốc là như thế nào cho mình coi với. À kem mốc đây nha chị bé Ngốc ơi, kem mốc này, hàng của Hàn Quốc nhá, kem mốc là hàng của Hàn Quốc này. Làm trắng da, mịn da này và căng bóng da nữa chị bé Ngốc nhá. Giá của nó bên em đang sale với giá là 180.000. 180.000 nha các chị nha, 180.000 một lọ kem ốc này. Lấy kem ốc để lại kem ốc kèm số điện thoại cho em nha. Kem ốc kèm số điện thoại. Quốc đây nha, lọ của Quốc đây nha chị Nguyễn Thư ơi. Quốc đây nha chị ơi, dung tích của nó là 75ml. Nhìn rất là đẹp luôn này, nhìn rất là đẹp, lọ Quốc này nhìn rất là đẹp luôn. Đây nha Nguyễn Thư nha, kem Quốc đây nha Nguyễn Thư nha. Lấy Quốc đen để lại Quốc đen kèm số điện thoại nha. Quốc đen kèm số điện thoại với giá là 200.000. Quốc đen đây nha Nguyễn Thư nha. Lấy quốc để lại quốc kèm số điện thoại này. Sao với giá là 200.000. Chị bé Ngốc lấy kem mốc sen để lại kem mốc sen kèm số điện thoại cho em nha. Chị bé Ngốc ơi, kem mốc sen này với giá là 180.000 nha chị ơi. 180.000 bình thường bán với giá là 250.000. Hôm nay sale cho các chị với giá là 180.000. Ok chị Hoa Nana sữa tắm thơm này. Cho chị Hoa Nana một sữa tắm thơm này. Chào lấy sữa nước sữa tắm thơm nữa thì để lại sữa tắm thơm nhá. Giới thiệu lại chị xem mấy lọ nước hoa Pháp nhỏ đó. Chị Nguyễn Thu này. Đây nha chị ơi, nước hoa Pháp đây nha. Đây là lọ polo đỏ của Pháp này. Là lọ nước hoa Pháp nữ này, polo đỏ này và lọ có lọ Chanel hồng này. Lọ Chanel hồng nữa chị nhá. Hai lọ còn hai lọ này là còn nâu 19. Hết rồi, nâu 19 hết rồi. Các em chỉ còn lọ polo đỏ và lọ Chanel hồng thôi nha chị Trịnh Thu Phương ơi. Nước hoa nữ còn Chanel đỏ và polo này, chị lấy polo hoặc Chanel để lại cho em nha. Đúng rồi nha, kem dưỡng nha chị bé Ngốc ơi, kem dưỡng da này, trắng da này, căng bóng da và mịn da nha chị bé Ngốc nha, dùng rất là thích luôn. Em vừa test cho các chị xem rồi đây này, rất là trắng da luôn. Chị lấy kem kem mốc này để kem mốc kèm số điện thoại cho em nha. Còn nếu mà chị thích hàng cao cấp hơn ấy thì chị lấy cho em lọ V7 này nhá, kem V7. Hàng cao cấp này chị này. Kem V7 nha. Kem V7 tonight buổi buổi tối trước khi đi ngủ này, hàng cao cấp này. Lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em. Dùng cũng là rất là trắng da luôn. Cũng là kem dưỡng luôn nha chị bé Ngốc nha, bé Ngốc này. Lấy kem V7 hoặc kem mốc để lại kem mốc hoặc kem V7 kèm số điện thoại cho em nha. Bên em mới chốt đơn nha mọi người nhá. Cho mình sữa tắm thơm mùi hương nhẹ nhàng nhé. Ok chị Hoa Nana nha. Ok chốt cho chị Trịnh Thu Phương polo đỏ này. Chị nào lấy sản phẩm nào thì để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Tên sản phẩm kèm số điện thoại. Kem tan mỡ em vẫn còn nha chị ơi. Kem tan mỡ em vẫn còn này. Giá niêm yết của công ty là 180.000 đây nha các chị nha. Các chị nhìn đây ạ. 180.000 sale cho cái livestream này cho các chị hôm nay với giá là 100.000. 100.000 nha. Lấy sữa lấy kem tan mỡ để lại kem tan mỡ kèm số điện thoại cho em này. Kem V7 với giá là 250.000 nha bé Ngốc ơi, với giá là 250.000 nha. Kem V7 với giá là 250.000 này. Lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em điệp hình này. Kem V7 này với giá là 250.000 nha. Bình thường em bán với giá là 450.000. Hôm nay sale cho cái livestream này cho các chị với giá là 250.000. Kem V7 tonight hàng cao cấp nha các chị nhá. Kem V7 tonight là hàng cao cấp này. Chị nào lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em nha. Dùng rất là trắng da này, giảm mờ những cái vết thâm nám nhá. Giảm mờ những cái vết thâm nám nha. Chị Điệp Huỳnh và bé Ngốc lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em nha. Kem V7 nhá các chị nhá. Kem V7, kem V7 tonight này bôi buổi tối trước khi đi ngủ rất là thích luôn. Mịn da và trắng da. Lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em nha. Sale trong cái livestream này với giá là 250.000 thôi ạ. Bình thường em bán với giá là 450.000 nha mọi người nha. Bình thường bán với giá là 450.000. Hôm nay sale cho cái livestream này cho các chị là với giá là 450.000 thôi.
Sữa tắm Quy Lady với giá là 160.000 nha cô nàng mít ướt ơi. 160.000 nha. Bình thường bán với giá là 270.000 nha. Giá niêm yết của công ty là 270.000. Hôm nay sale cho cái livestream này với giá là 170.000 nha. Cô nàng mít ướt ơi. À 160.000. 160.000 một lọ sữa tắm trắng Quy Lady nhá. 160.000 này, lấy sữa tắm trắng Quy Lady để lại sữa tắm trắng Quy Lady kèm số điện thoại nha. Sale trong cái livestream này thôi. Kết thúc cái livestream này quay lại về giá ban đầu nha mọi người nhá. Kết thúc cái livestream này tất cả các sản phẩm em sẽ quay lại về giá ban đầu luôn. Chị lấy tắm trắng Quy Lady này, bé Ngốc để lại số điện thoại nha. Bé Ngốc để lại số điện thoại. Lấy Quy Lady, để lại Quy Lady kèm số điện thoại cho em này. Quy Lady kèm số điện thoại nha, sale với giá là 180.000 nha chị. Cô nàng mít ướt này. Chỉ sale trong cái livestream này thôi nha. Chị bé Ngốc để lại số điện thoại cho em nha, chị bé Ngốc ơi. Chị bé Ngốc để lại số điện thoại cho em nha. Anh Điệp Huỳnh này, hay chị Điệp Huỳnh đấy ạ, lấy kem V7 để lại kem V7 kèm số điện thoại cho em. Chị cô nàng mít ơi, đang gọi là tắm trắng, sữa tắm trắng làm sao mà không trắng được hả chị? Tắm trắng đã gọi là tắm trắng Quy Lady, tắm không trắng nữa thì có mà bán cho ai? Nếu mà em mà tắm không trắng thì rất nhiều chị đã feedback không tốt rồi, nhưng mà rất nhiều chị feedback về sản phẩm nhà em rất là tốt luôn nhá. Chị tắm thôi, chị tắm trong một ngày chị tắm xong nhá, chị đã khác hoàn toàn với lúc ban đầu rồi nhá chị nhá. Tắm xong chị đã thấy khác hoàn toàn, da chị đã khác hoàn toàn với ban đầu rồi. Nên là chị lấy tắm trắng Quy Lady để tắm trắng kèm số điện thoại cho em, có mắt nạ Yến hoa hồng không? Hết rồi nhá chị bé Ngốc ơi. Bé em hết rồi nhá. Chị để lại số điện thoại cho em chốt kem V7 cho chị nhá. Để lại số điện thoại đi ạ. Cô nàng mỹ lấy tắm trắng để lại tắm trắng kèm số điện thoại cho em nha. Sale mới với giá là 160.000 thôi, bình thường bán với giá là 270.000 nhá. Sale trong cái livestream này sale rất là rẻ cho các chị luôn. Sale cực kỳ rẻ rồi, chị nào không đặt hàng thì rất là tiếc. Ngày mai sẽ quay về với giá ban đầu nhá mọi người nhá. Kết thúc cái livestream này quay về với giá ban đầu luôn. Inbox cho bé không có giá này nữa đâu nha mọi người nhá. Đây nha, sữa tắm thơm này, 150.000 sữa tắm thơm. Rất là thơm luôn, 150.000 này. Lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em nha. Sữa tắm thơm nha mọi người nhá, sữa tắm thơm này. Lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm nha mọi người nhá, sữa tắm thơm rất là thơm luôn. Sữa tắm thơm, lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm nhanh tay nào. Số lượng có hạn thôi nha mọi người nhá, sữa tắm thơm này có số lượng có hạn thôi ạ. 30.000 nha bé Ngốc ơi, xin bình phước 30.000 nha. Hai sản phẩm free ship, một sản phẩm trực phí là 30.000 tiền ship. Chị nào lấy sản phẩm nào để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em này. Chị bé Ngốc để lại số điện thoại cho em đi ạ. Lấy lọ nào chị bé Ngốc chốt cho chị kem V7 rồi, chị để lại số điện thoại cho em nhé. Chị kem V7 nhà chị bé Ngốc nha, lấy kem V7 chốt cho em rồi. Em chốt cho chị rồi thì chị để lại số điện thoại cho em nha. Kem Ngốc Sen này, ông chồng nhà chị tóc rụng có nhiều sản phẩm nào không em? Tóc rụng à? Đây nha chị ơi, có lọ tóc rụng đây ạ. Sale với giá là bao nhiêu đây? Với giá là 150.000. 150.000 nhá. Lấy nọ này để lại tóc rụng này, Head and Shoulder này, với giá là 150.000 nhá. Để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em này. Tẩy tế bào chết có không chị nhỉ? Đây nhá. Đây nha chị bé Ngốc ơi, bài pha này, vừa tẩy tế bào chết và vừa là sữa rửa mặt nha chị ơi. Chị lấy bài pha này, bài pha kèm số điện thoại cho em nhá. Đây nha, sale với giá là 100.000 nha, sale với giá là 100. Chị lấy 3 pha này để 3 pha kèm số điện thoại cho em nhá. 3 pha kèm số điện thoại này. Vừa là sữa rửa mặt vừa là tẩy tế bào chết nha chị nhá. Chị bé Ngốc để lại số điện thoại cho em chưa ạ? Chị để lại số điện thoại bên chút kem V7 cho chị nhá. Chị lấy sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết này để lại cho em luôn nha. 3 pha này. Vừa là sữa rửa mặt vừa là tẩy tế bào chết luôn nhá. 3 pha nhá. Lấy thì để lại 3 pha kèm số điện thoại cho em nhá. Hai sản phẩm được miễn phí ship này, một sản phẩm chịu phí là 30 tiền ship nha các chị nhá. Nước viên xả vải này mọi người ơi, viên xả vải này với giá là 150.000 một lọ viên xả vải này nhá, rất là thơm luôn. Mỗi lần các chị chỉ cần cho 2 đến 3 viên thôi nhá các chị nhá, rất là thơm luôn. Chị nào lấy viên xả vải để lại viên xả vải kèm số điện thoại cho em này. Viên xả vải kèm số điện thoại cho em nhá. Có thể để bác chết toàn thân mình không chị? Chỉ là mặt thôi nha chị ơi, bye fan này chỉ mặt thôi nha chị nha, toàn thân em không có đâu ạ. Đây nha chị, là lấy viên xả vải để viên xả vải kèm số điện thoại cho em này. Viên xả vải kèm số điện thoại cho em.
150.000 nhá. 150.000. Trả lời viên xà vải đấy, viên xà vải này, sữa tắm thơm thì lại sữa tắm thơm nha. Lăn đây nha chị ơi, lăn sữa Kion này, lăn nhập khẩu của Mỹ này với giá là 200.000 nhá. Sale trong cái livestream này còn 200.000 nhá các chị nhá. Trèo lấy lăn để lại lăn kèm điện thoại cho em này, lăn nhập khẩu của Mỹ này, lăn sữa Kion. Rất là thơm, mùi này cũng rất là thơm, rất là dễ chịu luôn, giúp tiền nó là 75ml này. Chị hôi chân hôi nách rất là hiệu quả luôn. À Noa đang sale với giá 250.000 nhá, Phương Linh nhá. Noa Pháp này sale với giá là 250.000 nhá. Có còn polo đỏ và chăn neo hồng của nữ nhá. Polo đỏ và chăn neo hồng của nữ này. Lấy nước hoa Pháp để lại nước hoa Pháp dịu nhẹ hoặc là mùi hương đậm kèm số điện thoại nha Phương Linh nhá. 250.000. Nước hoa của Pháp. Lê Quyên Đoàn inbox nha. Đây nhà chị ở Phương Linh lấy nước hoa Pháp để lại nước hoa Pháp kèm số điện thoại cho em này. À, em còn một dạng nữa là dạng lăn nhá chị nhá. Chanel hồng dạng lăn này, đây là dạng lăn nha mọi người nhá. Dạng lăn nhá. Dạng lăn này rất là thơm luôn, 300.000 một lọ này. Lọ này rất là thơm luôn, đây là dạng lăn nhá mọi người nhá. Nước hoa Pháp này là dạng lăn này, rất là thơm luôn. Chị ở lấy dạng lăn để lại dạng lăn nhá, 300.000 này, sale còn 300 nhá. Nước hoa Pháp cũng là nước hoa Pháp nhưng nó là dạng lăn nhá mọi người nhá, dạng lăn. Không có chanel hồng và đây là lọ gì đấy ạ? Đây là lọ của đàn ông, đây là lọ nam, đây là nước hoa của nam. Còn nước hoa lạng lan em chỉ có lan của Chanel hồng thôi nhỉ. 300.000. Chị Phương Linh lấy nước hoa Pháp để nước hoa Pháp kèm số điện thoại cho em nhé chị Phương Linh ơi. Kem mốc sen này, kem mốc sen sale với giá là 180.000 nhá. Bình thường bán với giá là 420.000, hôm nay sale trong cái livestream này với giá là 180.000 này. Trèo lấy kem mốc để lại kem mốc kèm số điện thoại cho em nha. Làm trắng da này, căng bóng da và mịn da các chị nhá. Em vừa test cho các chị xem rồi đấy ạ. Vừa test cho các chị xem rồi đây, chị nào lấy kem mốc thì đặt hàng nhanh tay cho em trong cái livestream này. Kết thúc cái livestream này các bạn về giá ban đầu luôn nha. Kết thúc cái livestream này các bạn về giá ban đầu luôn. Sữa rửa mặt đây nha chị ơi, sữa rửa mặt này của Nhật nhá. Sữa rửa mặt của Nhật về giá là 90.000 nhá. Trèo lấy sữa rửa mặt để lại sữa rửa mặt kèm số điện thoại cho em nhá. Dùng rất là thích và mịn da luôn này, trắng da nhá và chị mụn luôn đấy các chị ạ. Trèo lấy sữa rửa mặt để lại sữa rửa mặt kèm số điện thoại cho em nhá. Sữa rửa mặt của Nhật, sữa rửa mặt của Nhật nhá. Sale còn 90.000 này. Chị bé ngốc chốt kem 17 để lại số điện thoại cho em chưa ạ? Chị bé ngốc để lại số điện thoại cho em, em chốt đơn nhá. Ok Hải Thanh Tuyền, em inbox địa chỉ này, Mai Mai Nguyễn một kem ốc và một nước hoa Pháp. Ok luôn. Hai sản phẩm đúng miễn phí ship nha. Cứ hai sản phẩm mọi người đúng miễn phí ship nhá. Một sản phẩm các chị chịu phí là 30.000 tiền ship cho em nha mọi người nha. Hút đen này, đây là hút của lọ hút của hàng Sinh nhá mọi người nhá. Hút đen này, lọ hút hãng Hút Girl này, hàng của Sinh nhá. Dung tích của nó là 75ml. Thua mùi hương phấn dịu nhẹ này, dùng rất là thơm luôn. Thiết kế này rất là đẹp luôn, nhìn lọ hút này rất là đẹp luôn đúng không mọi người ơi? Trèo lấy hút để lại hút kèm số điện thoại cho em nhá. Sale còn 200.000 một lọ hút này nhá. 200.000 một lọ gốc này, nước hoa Sinh này. Lưu lượng tối đa của nó là 58 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá mọi người nhá. Chị áo lấy gốc để lại gốc kèm số điện thoại cho em. Gốc kèm số điện thoại này. Chị nào đặt hàng em cho đơn rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ nhá các chị nhá. Inbox cho em xin cái địa chỉ hoặc là cho em xin địa chỉ luôn trên livestream này đi ạ. Chị em cho đơn rồi cho em xin cái địa chỉ luôn trên livestream này nhá các chị nhá. Ok chị Mai Mai Nguyễn inbox địa chỉ rồi này, kem sâm đây nha mọi người ơi, kem sâm em vẫn còn ạ. Chị Thu Phương này, kem sâm đây nha, kem sao kem sâm với giá là 50.000 một kem sâm này, 50.000 một kem sâm nhá các chị nhá. Chị mụn chị nám và tàn nhang xe khít lỗ chân lông này và làm trắng da nha, rất là hiệu quả luôn, dùng loại kem sâm này rất là thích luôn này. Em sale với giá là 50.000 một hộp kem sâm này nhá, 50.000 một hộp kem sâm. Chị áo lấy kem sâm để lại kem sâm kèm điện thoại cho em. Ok cho cô nào vip nước sữa tắm trắng Queen Lady và sữa rửa mặt này. Chèo lấy kem sâm để lại kem sâm kèm số điện thoại cho em nha. Em ship từ 3 hộp kem sâm nhé. Nếu mà các chị lấy kem sâm không ấy thì em ship 3 hộp kem sâm. Còn chị nào dồn đơn thì em ship từ 1 hoặc 2 hộp kem sâm cho các chị nhá. Chị nào dồn đơn chỉ cho những chị nào dồn đơn thì mới ship 1 hoặc 2 hộp thôi nha. Còn chị nào chưa có đơn thì ship từ 3 hộp kem sâm nhá. Chèo lấy sản phẩm nào thì để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em và cho em xin cái địa chỉ luôn nha các chị nhá. Chị nào cho em xin địa chỉ luôn trên livestream này cũng được và các chị inbox cho em bên em nhá. Kem mốc sen đây, kem mốc sen em sale với giá là 180.000 này. Hàng của Hàn Quốc nha, kem mốc sen của Hàn Quốc nha các chị nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng luôn này, kem mốc sen này.
với giá là 180.000. Bình thường em bán với giá là 420.000. Hôm nay sale trong cái livestream này với giá là 180.000 nha các chị nha. Kem Oxen, chào lấy kem Oxen, để lại kem Oxen kèm số điện thoại cho em nha. Kem Oxen kèm số điện thoại của Hàn Quốc nha các chị nha. Kem Oxen của Hàn Quốc. Cho chị thêm 3 kem sâm. Ok, rất là chị Ba Mai Nguyễn thêm 3 kem sâm nhá. Đâu của chị hiện nay trên 500.000, em tặng chị luôn một thỏi son này nha. Và chị thanh toán ship, nhận hàng thanh toán vào 30.000 tiền ship cho em nhá chị nhá. Chị thanh toán 30.000 tiền ship cho em sẽ tặng chị một thỏi son nha. Dùng sắp hết rồi. Ok luôn chị ơi, dùng hết lại ủng hộ bên em nha. Của chị đơn gần triệu rồi, chắc chị đặt thế thôi, không phải gọi như lần trước đâu, cứ thế gửi thôi nhá, nhớ cho chị hóa đơn để chị kiểm lại. Ok chị Thu Phương nhá. Mai em sẽ viết hóa đơn cho chị bên trong nha. Đơn của chị gần 1 triệu em sẽ viết hóa đơn cho chị bên trong nhá. Chị được tặng son và chị free ship luôn nha chị ơi. Đơn của chị 1 triệu tặng son và free ship luôn nha. Đơn của chị nào mà nhiều ý ạ, em sẽ viết hóa đơn cho chị bên trong nhá. Sẽ viết hóa đơn cho chị bên trong luôn. Nước hoa Pháp sale với giá là 250.000 này. Nước hoa Pháp sale với giá là 250.000, rất là thơm luôn. Lưu tối đa của nó là 15 tiếng trên cơ thể và 2 đến 3 ngày trên quần áo nhá mọi người nhá. Dung tích của lọ nước hoa Pháp này là 20ml nhá. Dung tích của lọ này là 20ml này. Đây là lọ nước hoa dịu nhẹ này. Chờ các chị thích mùi hương đậm thì lấy cho em lọ polo đỏ nhá, polo đỏ của nữ. Còn đây là Chanel hồng mùi hương dịu nhẹ. Chờ lấy nước hoa nào để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Sale với giá là 250.000. Sale nước hoa Pháp với giá là 250.000 thôi nha mọi người nha, rất là rẻ luôn. Dùng rất là thơm và rất là thích, lưu thì lại lâu nữa mọi người nhá. Rất nhiều chị đặt nước hoa Pháp ở bên em và sale feedback rất là tốt và quay lại đặt thêm mấy lọ nữa luôn. Chờ lấy sắp bản nào để lại tên sản phẩm cho em này. Ok chị Mai Minh Nguyễn này. Các chị đặt nhanh trên cái livestream này cho em nha. Kết thúc cái livestream này, khóa cái livestream này lại, mọi người sẽ không mua hàng được với giá rẻ nữa đâu ạ. Chị nào lấy sữa tắm thơm này, chị nào vừa hỏi em sữa tắm thơm nè ạ, sữa tắm thơm đi nhá. Sữa tắm em rất là thơm luôn, mùi như nước hoa luôn này các chị này. Sao phải giá là 150.000 một hộp sữa tắm thơm này nhá. 150.000 một lọ sữa tắm thơm này. Dung tích của nó là 400ml nhá. Dung tích của nó là 400ml nhá các chị nhá. Rất là thơm luôn, thơm như mùi nước hoa luôn ấy ạ. Các chị tắm xong mà trong nhà tắm vẫn còn mùi đến 2 đến 3 ngày sau nhá các chị nhá. Rất là thơm luôn. Chị nào lấy sữa tắm thơm để lại sữa tắm thơm kèm số điện thoại cho em này. Sữa tắm thơm nhá. Với giá là 150.000. Lan khử muối em đang sale với giá là 200.000 nha chị ơi. Lan khử muối đang sale với giá là 200.000 này. Lan nhập khẩu của Mỹ, lan Skion này. Chị hôi chân hôi nách rất là hiệu quả luôn. Và đặc biệt là các chị không bị ố vàng áo nhá. Các chị lan cái lọ lan này không bị ố vàng áo đâu ạ. Là chị nào lan để lại lan kèm số điện thoại cho em nha. Lan kèm số điện thoại. Kem V7 Tonight này. Kem V7 Tonight đây là hàng cao cấp hơn kem Oxen nhá chị nhá. Hàng cao cấp hơn kem Oxen một chút. Lọ này thì dùng là trắng da này và mịn da và giảm những cái mờ vết thật về, mờ với những cái vết thâm nám nhá mọi người nhá, mờ những cái vết thâm nám và những cái vết thâm mụn ấy ạ. Rất là hiệu quả luôn. Chị nào dùng kem V7 tối nay nhà em biết rồi đấy. Feedback cho em rất là tốt luôn. Dùng hết lại ủng hộ bên em nhá. Chị nào lấy V7 thì lại V7 kèm số điện thoại cho em, sale với giá là 250.000 này. Kem V7 tối nay nhá, sale với giá là 250.000. Lấy kem V7 tối nay để lại kem V7 tối nay kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào đặt hàng rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ nhá. Đặt hàng rồi thì inbox cho em xin cái địa chỉ đi ạ. Chị nào chưa cho em địa chỉ thì cho em địa chỉ luôn nha mọi người nha. Chưa cho em địa chỉ cho em địa chỉ luôn đi ạ. Sáng mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện cho mọi người nhá. Sáng mai bên em sẽ có người gọi nhân viên gọi điện cho mọi người để chốt lại đơn hàng nha. Còn chị nào đặt hàng nữa không ạ? Em kết thúc cái livestream này ở đây đây mọi người ơi. Chị nào đặt hàng nữa thì đặt nốt cho em nào. Đặt nốt trên cái livestream này mua hàng với giá rẻ nhá mọi người nhá. Chị nào chốt hàng thì chốt hàng đốt trên này cho em nào. Inbox cho em không có giá rẻ đến nữa đâu nha các chị nha. Inbox cho em không có giá rẻ đến nữa đâu. Ok, lầm tin anh này, nước hoa đây là Valentino nha. Mai hoặc là ba bông hoa này đúng không ạ? Đây là nước hoa Valentino nhá, hàng của Singapore nha. Lầm tin nick chúng là lầm tin anh này. Đây nha chị ơi, chị lấy nước hoa Valentino để lại Valentino kèm số điện thoại cho em. Em sao với giá là 200.000 nha. Nước hoa, đây là nước hoa của Sing, lưu hương tối đa của nó là 5 đến 8 tiếng trên cơ thể và 15 tiếng trên quần áo nhá chị nhá. Rất là thơm luôn, đây là mùi hương dịu nhẹ này. Lọ Coco, lọ Valentino này là mùi hương dịu nhẹ nhá chị lầm tin anh ơi. Chị lấy Valentino là gọi là chị để lại 3 bông hoa kèm số điện thoại cho em nhá. Valentino hàng của Sing, rất là thơm luôn. Mùi hương dịu nhẹ này, chị lấy Valentino để lại Valentino nhá. Valentino của Sing nhá. Hoặc là chị để lại 3 bông hoa của Sing này, 3 bông hoa kèm số điện thoại cho em này. Chốt nhanh tay nha, em chuẩn bị kết thúc cái livestream ở đây rồi nha mọi người nha. Chị nào chốt hàng nhanh tay trong cái livestream này thì mua hàng được với giá rẻ. Còn kết thúc cái livestream này em sẽ quay lại với giá ban đầu nha mọi người nha. Kết thúc livestream sẽ quay lại với giá ban đầu luôn.
chị Lập tin anh lấy Valentino để lại Valentino kèm điện thoại cho em nha chị ơi, hoặc là chị để lại vào 3 bông hoa nha. Các chị đặt hàng nhanh trong cái tay livestream này nha, em chuẩn bị kết thúc cái livestream này rồi đấy ạ. Và khóa cái livestream này lại, ngày mai các chị không mua hàng được với giá rẻ đến đâu nha. Chị Nip Facebook là lầm tin anh này, chị lấy bọn lọ Valentino để Valentino kèm số điện thoại cho em nha. Sao còn 200.000 nữa nha chị nhá. Em sao còn 200.000, chị lấy nốt Valentino để Valentino kèm số điện thoại cho em nha. Ok nha mọi người ơi, em kết thúc cái livestream này ở đây đấy ạ. Em kết thúc cái livestream này ở đây nha mọi người ơi. Chị nào đặt hàng thì đặt nốt cho em đi nào. Chưa cho địa chỉ thì inbox cho em xin cái địa chỉ nha mọi người nha. Chị nào chưa cho em địa chỉ thì inbox cho em xin cái địa chỉ đi ạ. Hôm nay em chỉ sale đến đây thôi nha mọi người nha. Sale đến đây thôi, sale hết à, giá rẻ cho mọi người rồi, sale giá cực kỳ rẻ rồi. Ai không đặt hàng cho cái livestream này hôm nay thì rất là tiếc luôn. Chị Lập tin anh có lấy nước hoa không ạ? Lấy nước hoa thì chị chốt nhanh tay cho em nào. Em chuẩn bị kết thúc cái livestream này rồi đấy chị ơi. Ok nha, em kết thúc cái livestream này ở đây đấy ạ. Mọi người cho em xin địa chỉ nhá. Các chị inbox cho em xin địa chỉ nha. Chào mọi người ạ.